Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 243. Gọi người. Nghe lời này của cô gái váy trắng, thần vũ trụ tinh không ngẩn người. Người phụ nữ này giết vẫn chưa đủ hả? Một kiếm giết cả 2 triệu vũ trụ mà vẫn chưa đủ ư? Nàng ta định hủy diệt toàn bộ vũ trụ đấy à? Thần nhân quả ở bên cạnh lúc này nghe thế cũng kinh hãi hết hồn hết vía, ông ta chưa gặp cô gái váy trắng bao giờ, nhưng ông ta đã từng nghe danh người này. Chỉ là trước đây ông ta không biết cụ thể thực lực của cô gái váy trắng, nhưng vừa nãy khi thấy cô gái váy trắng một nhát kiếm có thể phá hủy được 2 triệu vũ trụ là ông ta biết rồi. Thực sự là biến thái. Siêu cấp biến thái. Mà bây giờ ông ta cũng đã hiểu vì sao Diệp công tử tu ngoại trật tự lại có thể sống được đến bây giờ. Ra là có người chống lưng nên mới sống được tới bây giờ. Có người chống lưng không sợ, đáng sợ là hắn lại là Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương. Dù là thần nhân quả hay thần vũ trụ tinh không lúc này đều đã tuyệt vọng. Người phụ nữ này mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thấy thần vũ trụ tinh không không gọi người, cô gái váy trắng chợt nhíu mày, không gọi phải không? Thần vũ trụ tinh không nhìn thẳng vào cô gái váy trắng, cười điên cuồng, người tưởng rằng mình vô địch chắc. Vũ trụ lớn thế này, vô cùng vô tận, người vô địch ở vũ trụ thế gian này, người cho rằng mình có thể vô địch trong cả vũ trụ luôn sao? Trong mắt ngươi, ta chỉ như con kiến mà thôi, nhưng ở trước mặt một số người, ngươi và ta cũng như nhau, cũng chỉ là con kiến. Giờ khắc này, nàng ta biết chắc chắn mình sẽ chết, vì thế cầu xin cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu cầu xin đã không có ý nghĩa gì thì chi bằng chết cho có tôn nghiêm. Cô gái váy trắng hờ hững nhìn thần vũ trụ tinh không, nếu thật sự như ngươi nói, ta cũng như con kiến thì tốt quá. Nghe vậy, thần vũ trụ tinh không sửng sốt. Cô gái váy trắng đi tới trước mặt thần vũ trụ tinh không, cúi đầu nhìn nàng ta, người có biết ta muốn chết thế nào không? Cảm giác đau đớn muốn chết mà không được, người có hiểu được không? Thần vũ trụ tinh không nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, còn định nói gì đó nhưng cô gái váy trắng đã đột nhiên chém ra một nhát. Phụt! Đầu thần vũ trụ tinh không bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe văng xa cả trục trường. Cô gái váy trắng không cảm xúc, quay đầu nhìn thần nhân quả. Lúc này ông ta thực sự muốn đánh chết lão tổ của chấn tộc. Mẹ kiếp! Ông muốn mạnh miệng vì sao còn kéo theo cả ta nữa? Đúng là khốn kiếp! Tai bay vạ gió mà! Lúc này lão tổ của chấn tộc còn muốn nói gì đó thì cô gái váy trắng đã chợt phun kiếm ra. Phụt! Đầu của lão tổ chấn tộc bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, thần nhân quả bên cạnh đã run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh. Cô gái váy trắng không giết thần nhân quả mà quay người cùng Diệp Huyên biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Tần Quan nhìn vào nơi sâu trong tinh không vô tận mà nhíu mày. Lúc này một cô gái chậm rãi đi tới, nhìn vào nơi sâu trong tinh không đó rồi khẽ nói, Tần cô nương, cô gái này là ai vậy? Người tới chính là Nam Man Nhi. Thực ra nàng ta đã tới từ lâu rồi, nhưng nàng ta không ra tay, bởi nàng ta vốn không có cơ hội. Sau khi cô gái váy trắng xuất hiện đã đại sát tứ phương, đến vũ trụ đạo cũng bị nàng hủy diệt. Cũng may lúc đầu nàng ta lệnh cho Nam Man tộc rút lui nhanh chóng, nếu không Nam Man tộc vừa mới tái thế đã phải diệt vong. Tần Quan nhẹ giọng đáp, muội muội của hắn. Muội muội. Nam Man Nhi im lặng. Bây giờ nàng ta cũng đã hiểu vì sao Diệp công tử tu ngoại trật tự nhưng lại có thể sống đến tận giờ này rồi. Đây gọi là có chỗ dựa vững chắc. Tần Quan nhìn vào nơi sâu trong tinh không với vẻ mặt phức tạp. Thần nhân quả bỗng run rẩy hỏi, Tần cô nương, ta có thể đi được chưa? Ông ta muốn đi nhưng lại không dám, lỡ như một nhát kiếm bay tới chẳng phải ông ta sẽ về chầu ông bà ông vải luôn sao? Tần Quan gạt mọi suy nghĩ, nhìn thần nhân quả, ngẫm nghĩ rồi đáp, ông cứ đi luôn thế này, sợ là không được. Nghe vậy, mặt thần nhân quả lập tức tái nhợt, vậy nên đi như thế nào? Tần Quan nghiêm túc nói, tiểu huyên tử không thích gì khác, chỉ thích tiền ông, chắc đã hiểu ý ta rồi chứ. Tiền. Thần nhân quả sửng sốt, sau đó hỏi, vậy cần bao nhiêu mới được? Vẻ mặt Tần Quan bình tĩnh, ông thấy mạng mình đáng giá bao nhiêu? Nghe vậy, nét mặt thần nhân quả lập tức thay đổi,
ông ta vội vàng lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Tần Quan, cô nương, tất cả đều ở trong này hết. Tần Quan nhìn nhẫn chứa đồ, cất đi rồi gật đầu bảo, ông là thần nhân quả. Thần nhân quả vội gật đầu, đúng thế. Tần Quan khẽ gật đầu, ta sẽ đưa chiếc nhẫn chứa đồ này cho tiểu huyên tử, ông đi đi. Ông yên tâm, ông sẽ không chết mất xác ngoài đường đâu. Thần nhân quả lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nhanh chóng quay người biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Nam Man Nhi nhìn nhẫn chứa đồ trong tay Tần Quan, vẻ mặt xúc động. Tần Quan cười hì hì rồi cất nhẫn chứa đồ vào túi vải nhỏ. Nam Man Nhi đột nhiên nói, Diệp công tử đối xử với Tần cô nương thật tốt. Tần Quan nhìn Nam Man Nhi, cười nói, Man Nhi cô nương, cô là người thông minh, ta phải nhắc nhở cô một điều, cô có thể lợi dụng chỗ dựa này nhưng không được quá phận, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cô cũng biết bình thường tiểu huyên tử là người rất dễ thương lượng, nhưng người khác thì không. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Nam Man Nhi im lặng một lúc rồi bảo, cô không chờ hắn à? Tần Quan khoát tay, không sao, bây giờ là lúc hắn an toàn nhất rồi. Nói xong nàng ta biến mất ở nơi xa. Nam Man Nhi nhìn xung quanh, trên mặt lộ vẻ phức tạp, vũ trụ đạo này nói biến mất là biến mất. Nàng ta vốn còn định chờ Nam Man tộc xuất thế sẽ tìm một chỗ đứng trong vũ trụ này, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nam Man Nhi từ từ nhắm mắt lại. Nàng ta xòe tay phải ra, bây giờ nàng ta là thiên chi cảnh, hơn nữa còn là thiên chi cảnh đỉnh cao, ở thế gian này chắc chắn là người đứng đầu, đương nhiên đây là suy nghĩ trước đây của nàng ta. Một người khi đạt đến tầm cao chưa từng có chắc chắn sẽ huênh hoang kiêu ngạo. Đây là bản chất của con người. Mà vừa rồi sau khi thấy thực lực đáng sợ của cô gái váy trắng, nàng ta chợt tỉnh táo lại. Hóa ra cái gọi là vô địch trong mắt nàng ta, với người khác vẫn chỉ như kiến hôi. Là người, đừng bao giờ tự mãn. Người cảm thấy nó là đỉnh cao, nhưng trong mắt người khác có lẽ vẫn chỉ như con kiến. Nghĩ đến đây, Nam Man Nhi chợt cười, mọi cảm xúc trong lòng bỗng chốc đều tan biến. Nhìn nhận rõ bản thân, cân bằng chính mình. Khí thế của Nam Man Nhi đột nhiên tăng vọt. Nàng ta nhếch môi cười. Phất tay áo rồi xoay người biến mất ở chỗ sâu tinh không. Bên kia, tại biên giới đạo giới, một cô gái nhìn về phía trước im lặng không nói. Cô gái này chính là tộc trưởng Thái Sơ Chăn của Thái Sơ tộc, mà sau lưng nàng ấy là những cường giả hàng đầu của Thái Sơ tộc. Lần này Thái Sơ tộc đã dốc hết toàn quân tinh nhuệ. Nhưng khi họ đến vũ trụ đạo này thì phát hiện cả vũ trụ đã bị xóa sổ. Nàng ấy đã nhìn thấy nhát kiếm đó. Cả Thái Sơ tộc đều đã nhìn thấy. Một người một kiếm tiêu diệt một vũ trụ. Cả đạo môn không một ai dám ra mặt ngăn cản. Thái Sơ Chăn đã đứng ở đây nửa canh giờ này nàng ấy không nói một lời nào. Đả kích quá lớn. Trước đây nàng ấy chưa bao giờ bị sốc thế này. Ở trước nhát kiếm đó, mọi niềm tự hào kiêu hãnh của nàng đều biến mất không còn một dấu vết. Thái Sơ tộc. Tộc đứng đầu hiện nay. Ở trước nhát kiếm này có là gì, còn chẳng bằng một con kiến. Trí tuệ của mình, quyết sách chuẩn xác của mình ở trước nhát kiếm đó có là gì? Chẳng là gì hết. Kiêu ngạo. Thái Sơ tộc có gì đáng để kiêu ngạo? Nàng làm tộc trưởng Thái Sơ tộc có gì đáng tự hào? Thái Sơ Chăn đột nhiên bật cười, mình chẳng qua chỉ là con kiến to hơn những con kiến khác một chút mà thôi. Không. Nói tới đây nàng lại lắc đầu, ở trước mặt người ta, mình đến con kiến cũng chẳng bằng. Bùm. Thái Sơ Chăn vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên quét ra khỏi cơ thể nàng. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Thái Sơ tộc đang có mặt đều sững người. Lúc này Thái Sơ Chăn lại cười nói, thì ra thứ trói buộc ta là tâm của ta, bao nhiêu năm nay tu vi không đột phá được cũng là bởi vì tâm của ta. Nói xong nàng phất tay áo, quay người rời đi, mọi người ở lại đây chờ lệnh của ta. Mọi người ở lại, đưa mắt nhìn nhau. Ở một nơi khác, một cô gái cũng đang nhìn đạo giới trước mặt đã bị xóa sổ. Người này không ai khác chính là tông chủ quá khứ tông Khương Thái U. Khương Thái U nhìn đạo giới đã bị xóa sổ, im lặng rất lâu không lên tiếng. Cú sốc mà nhát kiếm đó mang lại cho nàng ta không gì sánh nổi.
Bây giờ nàng ta đã biết vì sao chủ nhân bút đại đạo lại khoan dung với Kháo Sơn Vương Diệp Huyên này rồi. Nàng ta cũng đã hiểu vì sao vô biên chủ ở trước mặt Kháo Sơn Dương này lại thận trọng sợ hãi vậy rồi. Chết tiệt, chỗ dựa của tên này thực sự quá đáng sợ. Phá hủy vũ trụ chỉ bằng một nhát kiếm. Thực lực này quá khiếp sợ. Đáng sợ nhất là đến đạo môn mà nàng ấy cũng tiêu diệt. Mà bây giờ đạo môn cũng chẳng dám ho he nữa lời. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là đạo môn cũng sợ. Vẻ mặt Khương Thái U rất phức tạp. Trước đó, tuy nàng ta dè chừng Diệp Huyên nhưng cũng không tới mức thận trọng hãi hùng, nhưng bây giờ nàng ta sợ rồi. Quá khứ tông không đơn giản như người đời nghĩ, nhưng ở trước Kháo Sơn Vương này, quá khứ tông thật sự có cơ hội chiến thắng sao? Trước đây nàng ta còn tự tin, nhưng bây giờ sự tự tin đó đã hoàn toàn biến mất. Thực sự bị đả kích. Nhát kiếm đó khiến tất cả mọi người đều thấy mình như rác rưởi. Tu luyện cả đời đến cuối cùng phát hiện ra mình chỉ như rác rưởi trước mặt người ta. Phải nói rằng điều này hơi đau lòng đấy. Có cảm giác bị đả kích nặng nề. Khương Thái U khẽ thở dài trong lòng. Bị đả kích nhưng đồng thời nàng ta cũng cảm thấy may mắn. May mà lúc trước bản tôn của cô gái váy trắng không tới, nếu không chắc chắn Khương Thái U nàng ta sẽ chết. Không chỉ nàng ta mà sợ rằng tất cả cường giả của quá khứ tông đều sẽ phải chết. Người phụ nữ này giết người như giết gà vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nàng ta, người này là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn Khương Thái U, chẳng phải cô rất có bản lĩnh ư? Sao không đi xử Kháo Sơn Vương? Khương Thái U nhìn Vô Biên Chủ, không nói gì. Vô Biên Chủ cười khẩy, còn cười ta càng ngày càng nhát gan. Cô không sợ sao không đi giết hắn đi? Khương Thái U im lặng. Vô Biên Chủ châm chọc sao, bây giờ cô sợ rồi à? Khương Thái U bình tĩnh nói, Vô Biên, ông đừng nói lung tung, trước nay quan hệ giữa ta và Diệp Công Tử vẫn luôn rất tốt, sao ta có thể giết hắn được? Ông đừng có châm ngòi ly gián chúng ta. Vô Biên Chủ. Sau khi nói xong, Khương Thái U xoay người rời đi. Vô Biên nhìn thoáng qua nàng ta. Cười khẩy một tiếng rồi cũng rời đi. Trên một đỉnh núi không biết tên nào đó, ở chỗ một tảng đá lớn có một cô gái mặc váy trắng ngồi dưới đất, người dựa vào vách đá. Trong lòng nàng ấy là Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đã bình thường trở lại, nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Mặt trời đỏ au dần mọc lên ở phía chân trời. Gió nhẹ thổi tới, mái tóc của cô gái nhẹ nhàng tung bay. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên trong lòng, nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Diệp Huyên, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là nét dịu dàng. Nàng ấy cảm thấy bản thân rất may mắn, vì trong lòng có một tín ngưỡng. Tín ngưỡng này chính là Diệp Huyên. Có tín ngưỡng này, dù là vô địch thiên hạ, nàng ấy vẫn có ý nghĩa để sống tiếp, nếu không, dù là vô địch vũ trụ, thì cuộc đời còn lại vẫn sẽ chỉ là cô độc vô tận. Lúc này, Diệp Huyên trong lòng nàng ấy chậm rãi mở mắt. Thanh Nhi nhỏ giọng hỏi, tỉnh rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Thanh Nhi cười khẽ có mệt không? Diệp Huyên lại gật đầu. Thanh Nhi cất tiếng nói nhẹ nhàng, vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nhìn mặt trời chậm rãi dâng lên. Lúc này, hắn cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bây giờ, hắn không cần nghĩ gì cả, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Huyên cất lời, Thanh Nhi, có thể cho ta biết về vũ trụ này không? Thanh Nhi bình tĩnh nói, không có gì để nói cả, nhưng nếu huynh muốn nghe, ta có thể tổng kết lại cho huynh. Tổng kết? Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Nhi bình tĩnh nói, vô địch thiên hạ, trên trời có kẻ thù đến. Vô địch trên trời, ngoại giới có kẻ thù đến. Vô địch ngoại giới. Bên ngoài ngoại giới có kẻ thù đến. Vô địch bên ngoài ngoại giới, bên ngoài vũ trụ có kẻ thù đến. Vô địch bên ngoài vũ trụ cấp cao hơn có kẻ thù đến. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há mồm. Thanh Nhi nhìn hắn, cười nói, huynh nhớ lại quá trình từ trước đến giờ, có phải là như thế không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, không thể nói là hoàn toàn giống, chỉ có thể nói là giống hệt như nhau. Thanh Nhi cười không nói gì. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Thanh Nhi, vì sao lại thế? Thanh Nhi ngẫm nghĩ,
Sau đó đáp, có rất nhiều yếu tố. Đương nhiên, nói một cách đơn giản hơn, huynh có thể hiểu rằng là đã chết rồi. Diệp Huyên hỏi với giọng điệu nặng nề, chết rồi. Thanh Nhi gật đầu, có người chết rồi. Diệp Huyên thắc mắc, ai? Thanh Nhi đột nhiên mở lòng bàn tay, bút đại đạo xuất hiện trong tay nàng ấy nhìn nó, chủ nhân của nó. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, có thể nói chi tiết hơn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Nhi im lặng, Diệp Huyên chớp mắt, không nói được à. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, chuyện này liên quan đến nhiều điều, ví dụ như trình độ học vấn của hắn, bút lực của hắn. Đương nhiên ngoài ra còn rất có một vài nguyên nhân khác, nếu nói thẳng một chút thì chính là hắn không phải một phần tử tri thức thuần túy, hắn sẽ bị đồng tiền cám dỗ, sau đó trở thành nô lệ của đồng tiền. Đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường, dù là phần tử tri thức thuần túy, cũng có ai mà không thích tiền đâu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ông ta nghèo lắm à? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, cái nghèo của hắn không phải nghèo của thế giới này. Bất cứ người nào trên đời này cũng đều cho rằng mình là chúa tể của số mệnh, nào ngờ hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía chân trời xa xôi, nhẹ giọng nói, đa số những người của hệ Ngân Hà đều chưa từng tiếp xúc với việc tu luyện, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cảm giác với tinh không sẽ chỉ đơn giản là thần bí, không rõ. Tinh không mênh mông, vô cùng vô tận, với nhân lực của thế giới đó, ngay cả một góc băng sơn cũng không biết được. Đương nhiên rất nhiều người của thế giới kia cũng sẽ không thấy hứng thú với chuyện này, vì trong thế giới của bọn họ, cả một đời cũng chỉ vì hai chữ, sinh sống. Ngay cả sinh sống cũng đã rất khó khăn rồi, làm gì còn thời gian quan tâm đến vũ trụ tinh không gì đó chứ? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sinh sống. Thanh Nhi gật đầu, ra đời, học tập, làm việc, chết đi. Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi nói, chủ nhân bút đại đạo, hệ Ngân Hà. Cái này liên quan đến hư thực và hiện thực, mà hai thứ này, bây giờ huynh vẫn chưa thể tiếp xúc được, việc huynh phải làm bây giờ là trưởng thành, đặc biệt là kiếm đạo của huynh phải trở về bản chất, mà trở về bản chất chính là bản tâm. Bản tâm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, bây giờ ta có thể đến thế giới mà muội cho ta xem trước đây không? Thanh Nhi đáp, nếu huynh muốn đi, ta có thể đưa huynh đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, để ta tự đi thì hơn. Thanh Nhi gật đầu, được. Dứt lời, nàng ấy nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyên, sau đó dịu dàng nói, ca ca, cố lên. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Thanh Nhi, muội thật sự không biết muội mạnh bao nhiêu sao. Nghe vậy, Thanh Nhi hơi nhếch môi, huynh đoán xem. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Hai huynh muội im lặng nhìn mặt trời đỏ phía xa. Đến giữa trưa, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Con đường của hắn, cuối cùng chỉ có thể có mình hắn đi, tự bước về phía trước, đó mới là cuộc sống. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn về phía chân trời, cười khẽ nói, kiếm đến rồi. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, sau đó, một tia kiếm quang rơi vào tay hắn. Kiếm ý nhân gian tràn ngập trong thiên địa. Diệp Huyên chợt cất lời, tiểu bút, tiểu tháp, ta muốn khiêu chiến một chút. Tiểu tháp thắc mắc, khiêu chiến cái gì? Diệp Huyên cười khẽ, vùng đất tiếp theo, ta sẽ không gọi người nữa. Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên cười nói, không thể à. Tiểu tháp trầm giọng nói, không phải là không thể, mà là tiểu chủ, người nhất định muốn như thế sao? Diệp Huyên gật đầu, ta cảm thấy ta phải cho bản thân chút áp lực và thử thách. Tiểu bút chợt nói, đặt cược gì đó đi, có dám không? Diệp Huyên hơi tò mò, tiền cược là gì? Tiểu bút trầm giọng đáp, nếu vũ trụ tiếp theo cậu không gọi người, ta sẽ đưa hết những bảo vật ta từng tham ô cho cậu. Diệp Huyên chợt thấy tò mò, huynh tham ô được bao nhiêu bảo vật rồi? Tiểu bút lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, chắc chắn hơn nhiều so với tài sản của ngươi bây giờ. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Lúc trước cây bút quèn này đã tham ô bao nhiêu tiền vậy? Tiểu bút nói tiếp, nếu cậu thất bại, ta cần cậu giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Tiểu bút đáp, đi đến chỗ chủ nhân của ta, giúp ta lấy được đạo thủy.
Diệp Huyên nhíu mày, đạo thủy. Tiểu Bút trầm giọng đáp, phải. Tiểu Tháp chợt chen miệng vào, đạo thủy, Tiểu Bút, sở dĩ có thứ nước đó có phải là vì ngươi không? Tiểu Bút lạnh nhạt nói, Tiểu Tháp, ngươi không phải thiên mệnh đại lão, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất nên có chừng có mực, nếu không, một ngày nào đó ngươi sẽ không lên tiếng được nữa đâu. Tiểu Tháp. Diệp Huyên chợt cười nói, được, ta đánh cược với huynh. Tiểu Bút đáp, được thôi. Diệp Huyên cười to, sau đó biến thành một tia kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh không. Diệp Huyên trở lại thư viện Quan Huyên, thư viện hiện tại quy mô to lớn, đã vượt xa dự tính của Diệp Huyên. Bây giờ chỉ học viên trong thư viện đã có hơn mấy chục triệu. Mà hiện tại, thư viện cũng coi như là người lập ra trật tự cho các vũ trụ, chỉ cần là vũ trụ dưới trướng thư viện đều gọi là vũ trụ Quan Huyên. Có thể nói là, vũ trụ bây giờ đã dần đi về hướng thống nhất rồi. Chẳng những thế, Đinh Thực Dược, Tần Quan và Thanh Khâu còn lập ra chữ viết thống nhất, hệ thống cảnh giới thống nhất. Nhưng nội bộ thư viện Quan Huyên hiện tại cũng có một vấn đề, đó là có quá nhiều phân viện, thư viện ở mỗi nơi đều không giống nhau, cho nên cách quản lý sẽ hơi phiền phức. Cộng thêm việc quyền lực của những thư viện này ở các nơi đều rất lớn, cũng tương tự với phiên vương ở thế tục. Dù bây giờ mọi người đều nghe theo lệnh của Trung ương, nhưng đây vẫn là một tai họa ngầm vô cùng lớn. Phải biết rằng hiện tại sở dĩ những thư viện ở địa phương nghe lệnh của Trung ương là vì thực lực của Trung ương vô cùng mạnh, ví dụ như Diệp Huyên, Tần Quan và Thanh Khâu, có những người này, phân viện ở nơi khác hoàn toàn không thể tạo nên sóng gió gì. Nhưng nếu những người này không có mặt, thì toàn bộ vũ trụ sẽ thoáng chốc chia thành vô số thế lực nhỏ. Trong điện. Diệp Huyên ngồi ở ghế đầu, ở đây ngoài Thanh Khâu còn có Tần Quan, Đinh Thực Dược và các nhân vật chủ chốt của Thư viện Quan Huyên. Mà lần này mọi người tập trung với nhau là để giải quyết vấn đề nội bộ của Thư viện Quan Huyên hiện tại. Lúc này, Diệp Huyên cất lời, ta có một ý tưởng. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên trầm giọng nói, ta muốn đặt Tổng viện của Thư viện Quan Huyên ở Thanh Châu. Thanh Châu. Mọi người sửng sốt. Dù bây giờ Thanh Châu phát triển rất tốt, nhưng nơi đó hoàn toàn không thể sánh bằng vũ trụ hiện tại được. Diệp Huyên cười nói, có lẽ là vì lòng riêng, ta đến từ nơi đó, cho nên ta muốn đặt Tổng viện ở nơi đó, mọi người nghĩ sao? Tần Quan lắc đầu, không được. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan trầm giọng nói, nơi đó quá nhỏ. Người của Tổng viện, dù là thực lực hay khắp mọi phương diện cũng phải cao hơn phân viện rất nhiều. Nếu những cường giả này đều đến Thanh Châu, cái nơi nhỏ bé đó hoàn toàn sẽ không nuôi nổi những cường giả này. Thanh Khâu gật đầu, nếu xây dựng ở Thanh Châu sẽ có rất nhiều phiền phức, ví dụ như thực lực của một vài cường giả hiện tại quá mạnh, nếu ở Thanh Châu, bọn họ chỉ cần vung một tay, e rằng Thanh Châu sẽ tan thành mây khói. Nơi đó quá nhỏ, không phù hợp. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Tần Quan cười nói, ta cảm thấy có một nơi rất thích hợp. Diệp Huyên lập tức thấy tò mò, nơi nào? Tần Quan khẽ cười, tiểu đội thám hiểm vũ trụ của ta phát hiện ra nơi đó, đó là một vũ trụ còn chưa được khai thác, tiểu đội đã đặt tên nó là vũ trụ Tiểu Quan, nơi đó chẳng những rộng lớn mà linh khí còn dồi dào, không chỉ có thế, người của ta còn phát hiện nơi đó có vô số loại linh mạch. Chúng ta có thể xây dựng Tổng viện ở đó, để cho người của Tổng viện đi đến đó, biến nơi đó thành một vũ trụ riêng đặc biệt. Dứt lời. Nàng ta nhìn mọi người, nếu xây dựng Tổng viện ở đó, ta có thể lập tức chế tạo truyền tống trận cho ngươi, để các vũ trụ kết nối, thu nhỏ khoảng cách giữa phân viện và Tổng viện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, tình hình cụ thể của vũ trụ kia thế nào? Tần Quan đáp, ta cũng không rõ cụ thể, cho nên ta đề nghị ngươi đi xem thử với ta trước, sau đó hẳn quyết định. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không. Bên cạnh hắn là Tần Quan. Lần này, điểm đến của hai người chính là vũ trụ Tiểu Quan kia. Thư viện Quan Huyên ngày càng phát triển, mà vấn đề nội bộ cũng ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng. Lần này, bọn họ muốn xây dựng một tổng viện hoàn toàn mới, sau đó lấy tổng viện này làm trụ cột, quản lý toàn bộ thư viện Quan Huyên. Tần Quan chợt nói, hình thức của chúng ta bây giờ là các phân viện thống trị vũ trụ và thế giới các nơi, mà ở phương diện tài chính. Bọn họ đều hoàn toàn tự túc, hình thức này có ưu điểm cũng có nhược điểm. Ưu điểm là Tổng viện chúng ta sẽ đỡ phiền phức, không cần bỏ ra quá nhiều sức người và sức của vì bọn họ.
Còn nhược điểm chính là lâu dần, bọn họ sẽ từ từ thoát khỏi sự kiểm soát của Tổng viện. Hơn nữa, một khi Tổng viện sa sút, chắc chắn những phân viện này sẽ gây chuyện, bọn họ sẽ bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là tạo phản, thoát khỏi thư viện. Đến khi đó, vũ trụ quan huyên do chúng ta thống nhất sẽ lại chia ra thành vô số vũ trụ nhỏ. Diệp Huyên hỏi, ý của cô là? Tần Quan cười đáp, tập trung quyền lợi về Trung ương. Diệp Huyên trầm giọng nói, giảm đi quyền lợi của phân viện. Tần Quan gật đầu, phân viện không cần có viện trưởng nữa, tất cả các viện sẽ chỉ có một viện trưởng, đó chính là viện trưởng của Tổng viện. Ở phân viện có thể lập ra một vị văn giáo là người đứng đầu phân viện, nhưng văn giáo này phải do Tổng viện lựa chọn. Ngoài ra, dưới văn giáo có thể lập ra hai phó văn giáo này nhất định phải chỉ định người của Tổng viện đảm nhiệm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, cách của cô rất tốt, như vậy phân viện nhất định phải nghe theo lệnh của Tổng viện. Tần Quan gật đầu, ngoài ra còn có một vài phân viện hoàn toàn không cần phải tồn tại, ví dụ như ở một vài địa phương nhỏ, có thể dẹp hết tất cả phân viện ở những nơi như thế, một vũ trụ lớn chỉ có một thư viện thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, như thế có ít quá không? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, không ít, vì chúng ta phải để cho các thế lực khác tồn tại. Thư viện quan huyên chúng ta không phải đế quốc phong kiến, độc chiếm một mình, chúng ta phải cho các thế lực khác có chỗ đứng. Đương nhiên trật tự của thế giới phải do chúng ta lập ra, mà chỉ cần là người nghe theo trật tự của thư viện chúng ta, đều có thể tồn tại. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nói tiếp, nếu độc chiếm một mình, không cho phép thế lực khác tồn tại thì chỉ có một cách, đó là tiêu diệt tất cả thế lực ngoài thư viện quan huyên. Diệp Huyên lắc đầu, làm thế đương nhiên là không được. Tần Quan gật đầu, mục đích của chúng ta là để vũ trụ này phát triển tốt hơn một chút, mọi người đều phát triển thì mới tốt hơn được. Diệp Huyên cười nói, phải. Tần Quan khẽ mỉm cười, nói tiếp, nếu thư viện ngày càng phát triển, những thế lực kia sẽ chủ động muốn gia nhập, dù bọn họ không gia nhập, bọn họ cũng sẽ muốn người của mình gia nhập. Nói một cách đơn giản thì thư viện chính là một con dê đầu đàn, phải hung ác, cũng phải nhân từ, thống trị vũ trụ phải như thế. Diệp Huyên nói, điều ta lo lắng hơn vẫn là vấn đề nội bộ của thư viện. Tham ô. Sau khi nhìn thấy việc tham nhũng ở đạo môn, thật ra hắn thấy rất sợ. Hắn biết, từ trước đến giờ, lòng người đều vô cùng tham lam, hơn nữa sự tham lam này còn không hề có giới hạn. Tần Quan lắc đầu, chúng ta không thể giải quyết hoàn toàn chuyện này được. Đây chính là lòng người, không ai có thể tiêu diệt lòng tham của con người trên thế gian. Chúng ta chỉ có thể hạn chế lại, đó gọi là luật pháp. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, cái con người luôn theo đuổi chính là sinh tồn và sinh sôi, tham lam, hám lợi, ích kỷ, đây đều là một mặt của lòng người. Vì thế trên đời mới có đạo đức, tác dụng của đạo đức là ràng buộc lòng người, tạo thành sự hòa thuận và phát triển của một tập thể. Nhưng không phải ai cũng có đạo đức, cho nên chúng ta còn cần có pháp luật. Pháp luật chính là ranh giới cuối cùng của đạo đức để bảo vệ sự tồn tại của tập thể. Nói đơn giản hơn thì pháp luật chính là sự bảo đảm thấp nhất của lòng người, nó biết rõ trong lòng mỗi người đều có những thứ dơ bẩn, có thể nghĩ, nhưng không thể làm. Nếu ngươi dám làm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Diệp Huyên trầm giọng nói, cho nên chúng ta phải lập ra một luật pháp hoàn chỉnh. Tần Quan gật đầu, đúng thế. Ninh cô nương đang bắt tay vào làm chuyện này. Đợi sau khi bản sơ lược được đưa ra, chúng ta sẽ tập trung lại với nhau, sau đó thảo luận, cuối cùng là quyết định. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan cười nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thế gian không có gì là hoàn mỹ cả, dù thư viện trở thành một trật tự mới, nhưng sau này chắc chắn vẫn sẽ xảy ra vấn đề như thế, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là cải thiện những vấn đề này từng chút một thôi. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Tần Quan lại nói, chúng ta cần nhiều nhân tài hơn, nói một cách đơn giản chính là chiêu mộ, chỉ cần có tài, dù là tài gì cũng đều có thể xin gia nhập thư viện quan huyên. Diệp Huyên cười hỏi, sẽ có người đến xin gia nhập chứ? Tần Quan gật đầu, rất nhiều là đằng khác, dù sao chúng ta cũng cho bọn họ rất nhiều lợi ích mà. Nghe vậy, Diệp Huyên cười to. Tần Quan nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, thật ra ta cũng không biết nếu chúng ta tiếp tục thế này. Vũ trụ sau này sẽ ra sao? Diệp Huyên cười đáp, chỉ cần không phải ngày càng tệ đi là được. Tần Quan cười nói, đúng thế.
Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười khẽ, ta chợt phát hiện, từ khi xây dựng thư viện đến nay, dường như ta đều không làm gì cả, viện trưởng là ta quá không xứng đáng. Tần Quan lắc đầu, nếu không có ngươi, e rằng thư viện đã biến mất từ lâu rồi. Ngươi thật sự cho rằng trật tự đạo môn của chủ nhân bút đại đạo có thể bao dung cho chúng ta tạo phản trắng trợn như thế sao? Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nói tiếp, sự tồn tại của ngươi chính là nền tảng để thư viện tồn tại. Diệp Huyên cười nói, cho dù thế nào, các cô vẫn là những người bỏ ra nhiều công sức nhất. Hắn biết nếu không có Tần Quan và Thanh Khâu, thư viện của hắn hoàn toàn không thể thành lập. Tần Quan cười khẽ, sau đó nói, đúng rồi, ta đang thành lập một thế lực khác nữa, thế lực này chính là Thiên Võng. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, Thiên Võng. Tần Quan gật đầu, đúng thế, là một bộ phận tình báo. Bộ phận tình báo trước đó đã không đủ sử dụng nữa, vì thế, ta muốn thành lập thêm một bộ phận tình báo, giống như một tấm lưới bao trùm toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên hỏi, ai là thủ lĩnh tình báo? Tần Quan cười đáp, ta và ngươi. Diệp Huyên cười to, được thôi. Nói thật thì hắn đúng là cần một bộ phận tình báo như thế, nếu không sau này sẽ khó quản lý thư viện. Đương nhiên bộ phận tình báo này cũng phải được quản lý cẩn thận, nếu không đây chắc chắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Tần Quan chợt nói, và tất nhiên là, bây giờ ta cần tiền. Tiền. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười khổ, thật ra ta cũng không còn bao nhiêu cả. Tần Quan nghiêm túc nói, người bỏ tiền, chúng ta bỏ sức, người thấy có công bằng không? Diệp Huyên im lặng. Tần Quan giơ tay phải ra, ta biết khoảng thời gian này chắc chắn ngươi có thu hoạch không nhỏ, đưa cho ta đi. Đương nhiên ta cũng sẽ không lấy hết của ngươi, ngươi có thể giữ lại một chút để tiêu cho mình. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi nói, có thể giữ nhiều một chút không? Tần Quan chớp mắt, ngươi cứ đưa hết cho ta trước đã. Diệp Huyên. Cuối cùng, Diệp Huyên vẫn đưa nhẫn chứa đồ của mình ra. Đành chịu thôi. Xây dựng thư viện Quan Huyên thật sự cần rất nhiều tiền, mà tiền để lại trên người hắn thật sự không có tác dụng quá lớn. Nhưng hắn cũng không đưa hết, vẫn giữ lại cho mình 1 tỷ đạo tinh. Nghĩ vậy, Diệp Huyên vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Khi nhận được nhẫn chứa đồ của Diệp Huyên, Tần Quan lập tức vô cùng vui vẻ. Nàng ta không ngờ một khoảng thời gian không gặp, Diệp Huyên lại kiếm được nhiều tiền như thế. Đúng là rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tần Quan nhìn Diệp Huyên, xem ra phải cho người này ra ngoài một mình một khoảng thời gian. Khoảng 1 canh giờ sau, Diệp Huyên và Tần Quan đi tới vũ trụ tiểu quan. Sau khi đi tới vũ trụ tiểu quan, Diệp Huyên sửng sốt, vì hắn phát hiện linh khí ở nơi này vô cùng dồi dào. Chẳng những thế, bây giờ vũ trụ này vẫn chưa có sinh linh khác, chính là một vũ trụ nguyên sinh. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan cười nói, vũ trụ này từng bị hủy diệt, sau mấy trăm triệu năm, nó mới bắt đầu hồi phục, mà hiện tại là lúc nó vừa mới hồi phục xong. Cho nên chúng ta rất may mắn, vì nơi này khá rộng lớn, chẳng những thế còn có rất nhiều linh mạch đặc biệt. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu không nơi này chắc chắn sẽ có nhiều người để ý. Tần Quan cười nói, người của ta đã chiếm giữ nơi này rồi. Việc phải làm bây giờ là phái một vài cường giả đến chấn giữ. Diệp Huyên gật đầu, hắn đang định đáp lời thì chân trời phía xa đột nhiên vang lên một tiếng cười to, ha ha, một vũ trụ hoàn toàn mới. Nghe vậy, Diệp Huyên và Tần Quan ngẩng đầu nhìn lên, chân trời cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đi tới. Đương nhiên người đàn ông trung niên này cũng nhìn thấy Diệp Huyên và Tần Quan, ông ta nhìn về phía hai người, nhíu mày, các ngươi là ai? Diệp Huyên cười khẽ, Diệp Huyên và Tần Quan của vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên. Người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp, chưa nghe nói bao giờ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Nghe vậy, người đàn ông trung niên bật cười, đúng là thú vị, người phát hiện trước thì là của ngươi à? Chẳng lẽ ngươi không biết, thần vật trên thế gian là của cường giả sao? Diệp Huyên nhìn ông ta, đàm phán hay đánh nhau, ông chọn đi. Người đàn ông trung niên vung tay áo, một khí thế mạnh mẽ xuất hiện, ông ta chỉ vào Diệp Huyên, cười nói, một trật tự cảnh nho nhỏ lại dám ngông cuồng trước mặt ta, đúng là buồn cười.
Ông đây cho người biết, ông đây giết người lại ỷ lớn hiếp nhỏ, mất giá lắm. Nào, gọi cha của ngươi ra đây, xem ta dạy dỗ con trai giúp hắn. Ngươi muốn dạy dỗ con trai giúp ta à? Thời không bên cạnh đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông mặc trường bào màu xanh chậm rãi xuất hiện, bên cạnh ông ta còn có một cô gái mặc váy tím. Diệp Huyên. Diệp Huyên không nói gì. Hắn thật không ngờ, cha mình lại xuất hiện. Thật hiếm thấy. Hắn quên mất tiêu là người cha này đã mất tích bao lâu rồi. Đương nhiên, giờ phút này hắn là tò mò sao cha lại đột nhiên xuất hiện tại đây. Một bên, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, hắn ta nhìn đánh giá người đàn ông áo xanh một lượt, sau đó cười nói, ngươi chính là cha hắn. Người đàn ông áo xanh gật đầu, ta là cha hắn, ha ha. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn đánh giá kiếm tu áo xanh, sau đó nói, ngươi là kiếm tu. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông trung niên cười khẽ, chớ nói ta lấy mạnh hiếp yếu, ta nhường ngươi ba kiếm. Nói xong, hắn ta đưa tay phải ra sau lưng, vạt áo không gió tự bay, thể hiện phong thái cường giả. Nhường ba kiếm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, ngươi có cần cân nhắc một chút không? Người đàn ông trung niên tự chỉ vào mình, tam chi cảnh. Nhóc con, ngươi từng thấy cường giả tam chi cảnh chưa? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục, ta không nói nữa. Người đàn ông trung niên cười ha ha, sau đó nhìn về phía người đàn ông áo xanh, vừa định nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên chĩa ngay giữa hai chân mày hắn ta. Người đàn ông trung niên biểu cảm cứng đờ. Người đàn ông áo xanh nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, ngươi thua rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, ngươi. Ngươi đánh lén. Diệp Huyên cạn lời. Người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm giữa hai chân mày người đàn ông trung niên biến mất, y cười nói, ta xuất kiếm đây. Người đàn ông trung niên đột nhiên giơ thẳng tay phải lên, ta nhận thua. Người đàn ông áo xanh sững người. Người đàn ông trung niên ôm quyền, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn ta lập tức xoay người biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Chạy rồi. Người đàn ông áo xanh nhìn thoáng qua xa xa người đàn ông trung niên, lắc đầu cười, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, nhìn thấy cha, bất ngờ không, ngạc nhiên không. Diệp Huyên cười nói cha có việc gì cần dặn dò, trực tiếp truyền âm nói một tiếng là được, sao còn tự mình đến đây. Người đàn ông áo xanh chớp chớp mắt, làm sao, không muốn nhìn thấy ta. Diệp Huyên suy nghĩ sau đó nói, cũng không phải. Lời thật lòng vẫn là không thể nói ra, dù sao, người cha này có đôi lúc cũng không làm người. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, sau đó nói, đi dạo một chút. Diệp Huyên bất đắc dĩ. Lúc này, Tần Quan ở một bên đột nhiên nói, chào Dương bá phụ. Người đàn ông áo xanh nhìn thoáng qua Tần Quan, cười nói, nhà đầu, tặng ngươi một món đồ chơi nhỏ. Nói xong, y bấm tay một cái. Một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen đến trước mặt Tần Quan liếc nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời, nàng ta vội vàng thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó hơi hành lễ cảm ơn Dương bá phụ. Người đàn ông áo xanh cười nói, người đi cùng với cha con ta đi. Tần Quan gật đầu, vâng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, cha, đây còn có một người. Người đàn ông áo xanh nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó nói, thực lực tăng lên không ít. Không tồi. Diệp Huyên nhìn thấy người đàn ông áo xanh, chỉ vậy. Người đàn ông áo xanh cười nói, cha ruột từ xa xôi đến thăm con, phần tình cảm này còn không bằng vật ngoài thân hay sao? Diệp Huyên bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, biết vì sao lần này ta đột nhiên lại đến thăm con không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh cười nói, chúng ta sắp phải đi đến một nơi rất xa. Cho nên, trước khi đi cố ý đến thăm con. Diệp Huyên nhíu mày, nơi rất xa. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, đúng vậy, lần này đi có hơi xa. Cho nên, trước khi đi đến thăm con một chút. Diệp Huyên có chút tò mò, mọi người phải đi đâu thế? Người đàn ông áo xanh cười nói, một thế giới hư chân. Thế giới hư chân. Diệp Huyên vừa định hỏi cái gì đó,
người đàn ông áo xanh cười nói, con cũng đừng hỏi nữa. Dù sao, đợi khi con đủ thực lực, con tự nhiên sẽ biết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được rồi. Người đàn ông áo xanh nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, lần từ biệt này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, nào, chúng ta luận bàn một chút. Sắc mặt Diệp Huyên nhất thời tối sầm xuống, cha có phải là muốn đánh con một trận? Người đàn ông áo xanh trừng mắt với Diệp Huyên, trong lòng con cha chính là loại người như thế. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, không nói lời nào, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Người đàn ông áo xanh cười nói, xuất kiếm đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó giơ ngón cái lên, kiếm thanh huyên đột nhiên bay ra, kiếm quang chợt lóe, chém thẳng về phía người đàn ông áo xanh. Một kiếm này chém ra, kiếm ý nhân gian lập tức ngập tràn cả trời đất. Lúc này, người đàn ông áo xanh cũng chỉ tay một cái. Ầm. Kiếm thanh huyên trực tiếp bị cái chỉ tay này làm đứng tại chỗ, không thể động đậy, kiếm ý ẩn chứa trong kiếm biến mất sạch sẽ. Diệp Huyên trầm mặc. Người đàn ông áo xanh cười nói, cảm nghĩ thế nào? Diệp Huyên bình tĩnh nói, cha lợi hại. Một bên, cô gái váy tím lắc đầu cười. Người đàn ông áo xanh trừng mắt với Diệp Huyên, đừng có tâng bốc ta, trò này không có tác dụng với cha con. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, cha nói xem, con có thể có cảm nghĩ gì? Cha quá mạnh, con quá yếu, đương nhiên, đây cũng là sự thật, mà những điều này xảy ra, cha nghĩ rằng con còn có thể có cảm nghĩ gì? Người đàn ông áo xanh suy nghĩ, sau đó nói, cũng đúng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cha già, cha phải đến cái thế giới hư chân gì đó, cha nhanh đi đi. Cha yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không được, dù thế nào ta cũng phải chỉ bảo cho con chút ít, bằng không, bọn họ cứ luôn nói ta không phải một người cha đạt chuẩn. Tóm lại, hôm nay phải tặng cho con tình thương của cha. Tình thương của cha. Diệp Huyên cạn lời, lão cha đây là uống say rồi sao? Người đàn ông áo xanh nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, con đường con đi là trật tự, ta cũng đã từng đi con đường này, lấy chúng sinh làm tín ngưỡng chi lực, không thể không nói, con đường này quả thật là tốt, nhưng mà, ta cảm thấy con có một khuyết điểm. Nghe vậy, Diệp Huyên nhất thời có chút tò mò, khuyết điểm gì? Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, còn không chưa nghĩ ra, còn đợi chút. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống. Hắn không nhịn được thiếu chút nữa là chém người. Nhưng vừa nghĩ người trước mặt là cha ruột của mình, vẫn là thôi đi. Giết cha, loại chuyện này nói ra ngoài không hay. Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra. Kiếm linh đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, sau đó dừng ở trong tay y, y cầm kiếm xoẹt ngang một nhát, trong nháy mắt, một lực lượng thần bí trực tiếp bao trùm lấy nơi đây. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm vực. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy, hiện tại con có kiếm ý nhân gian, hoàn toàn có thể tạo ra một kiếm vực trật tự, lấy kiếm vực trật tự, giống như kiếm vực chúng sinh năm đó của ta, đương nhiên, kiếm vực trật tự này của con mạnh hơn kiếm vực chúng sinh của ta, dù sao. Tín ngưỡng chi lực hiện tại của con vượt xa của ta năm đó, đáng tiếc là, con không hề tận dụng tốt những tín ngưỡng chi lực này. Diệp Huyên trầm giọng nói, làm thế nào để tạo ra? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, đơn giản, dùng tín ngưỡng chi lực hình thành khu vực lớn mạnh, ở trong khu vực của con chính là chúa tể, là tất cả. Đương nhiên, đây chỉ là khu vực nền móng, con muốn trở nên càng mạnh hơn, phải liên quan đến mượn thế. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, mượn thế. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Cái gọi là mượn thế, cũng chia rất nhiều loại, ví dụ như, mượn thế người, mượn thế trời đất, mượn thế vũ trụ ngân hà. Diệp Huyên trầm lặng. Giờ phút này, hắn nghĩ tới lão tổ của trấn tộc lúc trước. Đối phương chính là mượn thế của trăm vạn vũ trụ ngân hà, mà sức mạnh của lực lượng kia tuyệt đối không phải thứ mà hắn hiện tại có thể chống lại. Người đàn ông áo xanh cười nói, con có biết mượn thế cái gì mạnh nhất không? Diệp Huyên trầm giọng nói, thế vũ trụ ngân hà. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, sai. Diệp Huyên nhíu mày, vậy thế gì?
Người đàn ông áo xanh cười nói, nhân thế. Diệp Huyên trầm giọng nói, tín ngưỡng chi lực của chúng sinh. Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, cha, hai cha con ta có thể nói chuyện thẳng thắn chút không? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, sau đó nói, con ngốc à. Nói xong, y chỉ chính mình. Diệp Huyên trầm giọng nói, mượn thế của cha. Người đàn ông áo xanh gật đầu, mượn thế, đương nhiên phải tìm người mạnh nhất mượn thế, dù sao, so với chúng sinh và vũ trụ ngân hà, cha con càng mạnh hơn, không phải sao? Nghe vậy, Diệp Huyên mỉm cười, sau này con đánh nhau, mượn thế của cha. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không được. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Người đàn ông áo xanh cười nói, con phải làm từng chút một, con hiện tại trực tiếp mượn thế của ta, cho dù ta bằng lòng cho con mượn thế, thì đó cũng không phải điều con của bây giờ có thể chịu đựng được, không chỉ có con không chịu đựng được, mà cả vũ trụ cũng không thể chịu nổi, có thể nói như này, nếu ta bằng lòng cho con mượn thế, một kiếm này của con chém xuống, lấy con làm trung tâm, vũ trụ trong phạm vi hàng nghìn vạn trượng sợ là sẽ đều bị xóa sạch. Hiểu chưa? Diệp Huyên trầm lặng, một lát sau nói như vậy, cha vừa rồi là nói mấy lời vô nghĩa với con. Người đàn ông áo xanh trừng mắt với Diệp Huyên, sau đó nói, tiểu tử này, chỉ thích đi đường tắt. Ta nói cho con, như vậy là rất không tốt. Cha con, ta năm đó bước từng bước một, con phải học cha, biết không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cha, kiếm vực này thật sự rất mạnh sao? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, mạnh hay không mạnh, con hỏi tiểu tháp. Diệp Huyên nhíu mày, hỏi tiểu tháp. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên thầm hỏi trong lòng, tiểu tháp, ngươi nói. Tiểu tháp lại trầm lặng không nói. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, y lạnh nhạt nói, tiểu tháp, sao bây giờ ngươi lại im lặng rồi? Như này không giống phong cách của ngươi. Tiểu tháp do dự một lát, sau đó nói, chủ nhân, ta có thể không nói không? Người đàn ông áo xanh bình tĩnh nói, ngươi có thể không nói, dù sao, ngươi cũng biết, con người của ta trước giờ đều không ghi thù. Đúng không? Sắc mặt Diệp Huyên cổ quái, sao mà đang tốt lành, mà lại uy hiếp rồi? Lúc này, tiểu thành thấp giọng thở dài, tiểu chủ người không biết nói, năm đó chủ nhân một chiêu kiếm vực chúng sinh vô cùng lợi hại. Bởi vì một kiếm kia, đã trực tiếp chém nát thân thể thiên mệnh tỷ tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Người đàn ông áo xanh đột nhiên quát, tiểu tháp, đều là chuyện quá khứ. Ngươi nói ra làm cái gì? Ngươi không biết chủ nhân nhà ngươi là một người khiêm tốn à? Thật là... Diệp Huyên. Tiểu tháp thầm than trong lòng, ta, con mẹ nó. Gặp phải đôi cha con này. Nghe thấy những lời người đàn ông áo xanh nói, Diệp Huyên cũng thật cạn lời. Người cha này đúng là biết xấu hổ. Lúc này... Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, bây giờ con biết sự khủng bố của kiếm vực rồi chứ. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn đương nhiên không thể phản bác. Khi thực lực của ngươi không đủ, việc ngươi có thể làm chỉ là công nhận, hoặc là, bị đánh một trận sau đó công nhận. Người đàn ông áo xanh lại nói, việc con phải làm bây giờ là phát triển kiếm vực này. Đã hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Người đàn ông áo xanh cười nói, hiểu rồi là tốt. Vậy ta đi đây. Diệp Huyên giật giật khóe miệng. Mẹ kiếp. Hắn thật sự muốn mắng người. Lão cha này thật là một chút cũng không làm người. Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười ha ha, y chỉ tay vào giữa hai chân mày Diệp Huyên. Một đạo kiếm quang đột nhiên bùng nổ ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, trong nháy mắt, một hình ảnh chạy vào trong đầu Diệp Huyên. Bên trong tinh không vô tận, người đàn ông áo xanh đứng cầm kiếm, ở trước mặt y cách đó không xa, một cô gái đứng đó, cô gái mặc một chiếc váy trắng. Rất lâu sau, Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, trong lòng hắn chấn động đến tột đỉnh. Hình ảnh kia chính là cảnh đại chiến giữa cha và Thanh Nhi năm đó. Kiếm vực chúng sinh. Lần này, lão cha không hề chém gió, y thật sự đã chém nát thân thể Thanh Nhi. Nhưng mà... Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, sau thân thể bị phá nát, có phải Thanh Nhi lại đột phá không? Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói, đây là điều con nên quan tâm à?
Điều con nên quan tâm chẳng lẽ không phải kiếm vực chúng sinh do chư con sáng tạo ra sao? Diệp Huyên cạn lời, người đàn ông áo xanh tiếp tục nói, đạo kiếm vực, con đã từng tu luyện qua, nhưng, hiện tại xem ra, con đã quên gần hết rồi. Hy vọng trận chiến ấy có thể giúp ích cho con. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, hắn nghiêm trọng nghi ngờ, cha cho hắn xem hình ảnh kia, không phải muốn để hắn nâng cao kiếm vực, mà là đơn thuần muốn ra oai. Người đàn ông áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, cha sắp đi rồi. Con có gì muốn nói với cha không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cha bảo trọng. Người đàn ông áo xanh nhíu mày, chỉ vậy. Diệp Huyên hơi lưỡng lự, sau đó nói, vậy cha muốn thế nào? Người đàn ông áo xanh trừng mắt với Diệp Huyên, sau đó nói, đến đây, luận bàn một chút. Diệp Huyên khẽ giật giật khóe miệng, nội tâm giống như hàng vạn con ngựa lao nhanh qua. Người đàn ông áo xanh nghiêm mặt nói, biểu cảm này của con là gì? Thế nào, con cho là ta luận bàn với con là vì muốn đánh con một trận? Tầm nhìn của con sao lại hạn hẹp như vậy? Diệp Huyên không nói lời nào. Người đàn ông áo xanh mở tay phải ra, nào, chớ nói ta bắt nạt con, ta không cần kiếm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, mẹ nó, hôm nay cha dù thế nào cũng muốn ra vẻ à? Không cho người này ra vẻ một cách sảng khoái, sợ là người này sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói cha, với thực lực của ca, cho dù không cần kiếm, trên thế gian này có mấy người là đối thủ của cha. Người đàn ông áo xanh nghiêm mặt nói, làm người phải khiêm tốn, biết không? Diệp Huyên cạn lời. Đây giống như mấy vị tiểu thư, muốn, nhưng lại còn muốn rụt rè một chút. Lúc này, nếu ngươi coi là thật, vậy ngươi xong rồi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói cha, nói thật lòng là con vẫn luôn lấy cha làm mục tiêu, muốn trở thành kiếm tu vĩ đại giống như cha. Nhưng là... Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, nhưng là, mỗi lần nghĩ đến thực lực của cha, con liền có chút tuyệt vọng. Hay! Người đàn ông áo xanh mỉm cười, tuyệt vọng cái gì? Mặc dù cha vô địch, nhưng con vẫn là có cơ hội vượt qua, tuy rằng điều này rất khó, nhưng là, con không thể bỏ cuộc, con phải cố gắng, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng, cha chính là mục tiêu cả đời của con. Người đàn ông áo xanh cười nói, thực ra, con cũng không tệ. Đương nhiên, không thể kiêu ngạo tự mãn, con đường tương lai còn rất dài, đặc biệt là kiếm đạo, con đường này càng nhiều khó khăn nguy hiểm, bởi vậy, con cần phải luôn giữ vững chủ tâm, trau dồi tiến về phía trước, không thể lơ là. Diệp Huyên khẽ gật đầu, con sẽ ghi nhớ những lời cha nói. Một bên, Tần Quan nhìn hai người, ánh mắt chớp chớp. Thật hài hòa. Cha hiền con hiếu. Diệp Huyên đột nhiên nói, cha, con. Nói đến đến, hắn đột nhiên không nói nữa. Người đàn ông áo xanh cười nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, con yên tâm, cho dù nói những điều không dễ nghe, cha cũng sẽ không đánh con. Cha không phải loại người hẹp hòi như vậy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, sau đó lấy kiếm thanh huyên ra, hắn ra vẻ lưỡng lự, sau đó nói, cha, đây là kiếm thanh nhi tạo ra cho riêng con. Nói xong, hắn nhìn về phía người đàn ông áo xanh, lần này cha đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại, cha có thể để lại cho con chút gì đó làm kỷ niệm không? Đương nhiên, thứ gì cũng được, không cần nghịch thiên giống như kiếm thanh huyên, dù sao, kiếm này thật sự nghịch thiên. Đương nhiên, con không phải nghi ngờ năng lực của cha, chủ yếu là làm ra loại kiếm nghịch thiên như này quá tốn thời gian. Không muốn làm phiền cha. Tần Quan nghe thấy những lời Diệp Huyên nói, che miệng cười khẽ. Cô gái váy tím nhìn Diệp Huyên, cười mà không nói. Diệp Huyên nói xong, vẻ mặt chân thành chờ mong nhìn người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, một lát sau, y cười nói, kiếm này. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không nói lời nào. Người đàn ông áo xanh bỗng nhiên cười ha ha, giơ tay ra gọi, đến. Suy. Phía chân trời. Thời không đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào bay tới, ngay sau đó, một thanh kiếm mỏng như cánh ve dừng trong tay người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm rất mỏng, gần như trong suốt, dài 3 thước 2, không có chuôi kiếm.
Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, đây là... Người đàn ông áo xanh cười nói, con đoán xem. Diệp Huyên nói, đây là một thanh kiếm. Người đàn ông áo xanh cười mắng, nói thừa. Nói xong, y đưa kiếm cho Diệp Huyên, con cảm nhận một chút. Diệp Huyên tiếp nhận kiếm, cầm được kiếm, hắn lập tức ngây người, bởi vì hắn cầm thanh kiếm này, giống như là cầm không khí vậy, cảm giác kia giống như là, thanh kiếm căn bản không tồn tại. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh cười nói, đây là một thanh kiếm vô cùng đặc biệt, tên là vô kiếm, nó được tạo thành từ một loại chất liệu vô cùng đặc biệt, con hãy cảm nhận kỹ một chút, xem có thể cảm nhận thấy không. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng dùng thần thức bao trùm lấy vô kiếm, nhưng mà, hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, thần thức của hắn căn bản không thể cảm nhận được thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, y cười hắc hắc, thanh kiếm này chính là thần khí đánh lén. Thần khí đánh lén. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên nhất thời nhếch lên, theo như lời cha nói, nếu kiếm này dùng để đánh lén, vậy chẳng phải là nghịch thiên. So với kiếm Thanh Huyên còn đáng sợ hơn. Nghĩ vậy, nụ cười của Diệp Huyên càng mở rộng. Người đàn ông áo xanh cười nói, thế nào? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, rất thích, đa tạ cha. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, dễ thỏa mãn như vậy sao? Diệp Huyên chớp chớp mắt, cha vẫn còn. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, hết rồi. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, y vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, y xoay người kéo tay cô gái váy tím, sau đó biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn thấy phía cuối chân trời, trầm lặng một hồi, sau đó hắn nhỏ giọng nói, bảo trọng. Lúc này, Tần Quan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cười nói, có thể cho ta xem thanh kiếm này của ngươi một chút không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn đưa kiếm cho Tần Quan xem, Tần Quan nhìn thanh kiếm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, kiếm này cực kỳ đặc biệt, như lời Dương Bá Phụ, nếu dùng để đánh lén, quả thực rất khủng bố. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy. Tần Quan đưa kiếm cho Diệp Huyên, sau đó nói, ngươi tiếp theo định tu luyện kiếm vực à? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn tu luyện kiếm vực, không chỉ thế, ta còn muốn nghiên cứu kiếm Thanh Huyên. Tần Quan chớp chớp mắt, kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, cô hẳn là cũng biết, kiếm Thanh Huyên rất đặc biệt, có thể một kiếm xuyên qua thời không, cô nghĩ, nếu ta lấy mình làm tọa độ. Tần Quan trầm giọng nói, khủng bố. Diệp Huyên gật đầu, có ý tưởng này, nhưng cần cân nhắc một chút, bởi vì uy lực này. Tần Quan đột nhiên nói, người hoàn toàn không cần lo lắng uy lực, khi tốc độ của một thanh kiếm đạt đến một cấp độ, bản thân nó đã mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, ta phải tu luyện rồi. Cô thì sao? Tần Quan nói, ta trở về chuẩn bị một chút, sau đó dẫn người của thư viện Quan Huyên đến đây. Diệp Huyên gật đầu, được, ta ở đây tu luyện, nhân tiện trấn thủ nơi này. Tần Quan điểm đầu, được. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cuối tinh không. Tại chỗ, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn về phía cây cổ thụ ở cách xa nghìn trượng, hắn vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra. Suy, cách xa nghìn trượng, cây cổ thụ kia trực tiếp bị kiếm Thanh Huyên xuyên thủng. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, trầm lặng. Không đủ nhanh. Hắn dùng chính là thuật ngự kiếm, tâm hướng về chỗ nào, kiếm tới chỗ đó. Tốc độ của một kiếm này, có thể nói đạt đến giới hạn của ngự kiếm. Nhưng mà, vẫn không đủ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay hắn, hắn từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, cách xa vạn trượng, một cây cổ thụ ầm ầm vỡ vụn. Lần này, hắn không dùng thuật ngự kiếm, mà là xuyên qua thời không của chính kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên có thể bất chấp tất cả trở ngại thời không. Mà lần này, hắn phát hiện, tốc độ của kiếm nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, thời không mà kiếm đi qua không bị xé rách ra. Khi kiếm đầu tiên dùng thuật ngự kiếm, thời không đã trực tiếp bị xé rách ra một lỗ hổng,
mà kiếm thứ hai, thời không không bị chịu chút ảnh hưởng nào. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Điều này chứng tỏ suy nghĩ của hắn là hoàn toàn có thể. Nhanh! Bây giờ hắn chỉ theo đuổi một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn. Không cần bất kỳ mánh khóe hoa hòe hoa sói gì, nhanh đến cực hạn, một kiếm mất mạng. Tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ngày nào Diệp Huyên cũng tìm hiểu và suy nghĩ về kiếm Thanh Huyên. Và hắn cũng đặt tên cho kiếm kỹ mà mình nghiên cứu ra là Thanh Huyên nhất kiếm. Một kiếm này, chỉ có một chữ là, nhanh. Nhanh đến cực hạn. Ngay từ đầu, Diệp Huyên chỉ muốn để kiếm Thanh Huyên xác định tọa độ của mục tiêu rồi dùng kiếm xuyên qua. Làm vậy, tuy sức mạnh rất khủng bố nhưng vẫn còn chưa đủ. Vì vậy, Diệp Huyên bắt đầu bỏ thêm kiếm ý nhân gian và đại đạo thần khí vào kiếm Thanh Huyên. Giống như là thuật ngự kiếm bình thường, chỉ có điều là cách thức hoạt động khác nhau mà thôi. Lúc trước là dùng tâm ngự kiếm, mà giờ hắn trực tiếp dùng kiếm ngự kiếm. Cái đầu tiên dựa vào bản thân nhiều hơn, còn cái sau hoàn toàn là dựa vào chính kiếm Thanh Huyên. Lẫn lộn đầu đuôi, không. Bởi vì kiếm Thanh Huyên đã hòa hợp làm một thể với hắn, kiếm là người, người tức là kiếm. Khoảnh khắc Diệp Huyên cầm lấy kiếm Thanh Huyên thì hắn chính là một bộ phận của nó. Thế nên, hắn cũng có thể có được năng lực đặc biệt của kiếm Thanh Huyên. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ rất khó, nhưng Diệp Huyên phát hiện nó cũng không khó. Hiện trường, kiếm quang không ngừng chớp nhoáng khắp mọi nơi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, toàn bộ đất trời đều tràn ngập kiếm quang. Một hồi lâu sau, Diệp Huyên ngừng lại. Lúc này, vẻ mặt hắn tràn ngập sự phấn khích. Giờ đây, tốc độ một kiếm của hắn đã nhanh hơn lúc trước ít nhất gấp 10 lần. 10 lần. Đây là khái niệm gì? Đừng nói tam chi cảnh, dù là địa chi cảnh thì hắn cũng có thể giết chết trong một kiếm. Thiên chi cảnh thì hắn còn không dám chắc 100%, dù gì họ cũng có khả năng mượn lấy thế của tinh không vũ trụ. Mà sức mạnh kia thì lại vô cùng khủng bố. Nhưng có thể xác định, với hắn dưới thiên chi cảnh thì ai cũng là con kiến. Đáng giá để nói hơn là, giờ đây kiếm ý nhân gian của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Mà Diệp Huyên cũng mơ hồ cảm giác được e rằng kiếm ý của mình cũng sắp xảy ra sự biến đổi về chất. Một khi đạt tới chất biến, kiếm đạo của hắn sẽ có sự đột phá về chất. Sau khi tu luyện thành công Thanh Huyên nhất kiếm, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu kiếm vực. Ban đầu, hắn không có hứng thú lắm với kiếm vực kia. Nhưng sau khi thấy kiếm vực chúng sinh mà trước đó cha đã dùng thì Diệp Huyên bỗng phát hiện chẳng phải nó không mạnh, mà do hắn chưa hiểu rõ. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên. Kế tiếp, xung quanh hắn đã bị một lực lượng thần bí bao phủ. Kiếm vực. Mà kiếm vực của hắn là kiếm vực trật tự. Dựa thế, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc, vô số kiếm ý nhân gian đã xuất hiện trong kiếm vực. Kiếm ý nhân gian càng ngày càng nhiều, bấy giờ thời không trong kiếm vực bỗng dưng chấn động. Song, hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục thúc giục kiếm ý nhân gian. Tín ngưỡng chi lực của hắn là vô cùng vô tận. Trừ khi tiêu diệt hết những vũ trụ mà Diệp Huyên quản lý, không thì tín ngưỡng chi lực của hắn sẽ không bao giờ biến mất. Bên trong kiếm vực, kiếm ý nhân gian ngày càng nhiều. Cuối cùng, cả đất trời cũng phải run lên. Ánh mắt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh như không, vô số kiếm ý bỗng cuồn cuộn chui vào trong kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên chấn động, xúc thế chờ phát động. Trong khoảnh khắc ấy, không gian đã hoàn toàn nứt toạc như một tấm mạng nhện khổng lồ, khiến người ta hết sức sợ hãi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, vô số kiếm ý nhân gian bỗng quay trở lại bên trong kiếm Thanh Huyên. Sau khi chúng quay về bên trong kiếm Thanh Huyên, đất trời xung quanh cũng chậm rãi khôi phục lại. Nhưng mà, kiếm ý nhân gian ở bên trong kiếm Thanh Huyên vẫn chưa biến mất. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, nếu lúc này hắn rút kiếm thì uy thế của nó chắc chắn có thể hủy diệt toàn bộ thế giới này. Diệp Huyên nghĩ vậy bỗng sửng sốt. Một cái suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn. Tại sao mình không thường xuyên lấy kiếm ý để nuôi kiếm? Nuôi kiếm ngàn ngày, một khi rút kiếm thì chắc chắn có kẻ phải chết. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì vừa suy nghĩ đã có cuồn cuộn kiếm ý nhân gian không ngừng tràn vào trong kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên bắt đầu chấn động một cách kịch liệt. Diệp Huyên híp mắt,
điên cuồng thả ra kiếm ý nhân gian. Dần ra, kiếm ý nhân gian bên trong kiếm Thanh Huyền cũng ngày càng nhiều. Vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên nghiêm túc, kiếm Thanh Huyền có thể chịu nổi nhưng hắn sắp không chịu nổi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào kiếm vực để trấn áp kiếm ý nhân gian trên người. Bởi vì Diệp Huyền phát hiện, không gian xung quanh đã bắt đầu trở nên hư ảo. Kiếm ý nhân gian bên trong kiếm Thanh Huyền quá nhiều và quá mạnh mẽ nên khoảng không này hoàn toàn không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại. Giờ phút này, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi. Tiêu hao quá nhiều. Đây không chỉ là cơ thể mà thần hồn cũng bị hao tổn. Cứ tiếp tục thì kiếm không hủy, nhưng thần hồn của hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chẳng những thế, cơ thể cũng tuyệt đối không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay mà lòng thầm chấn động. Giờ đây, bên trong nó đã chứa vô cùng vô tận kiếm ý nhân gian. Nếu hắn rút kiếm thì chắc chắn có thể hủy diệt thế giới. Dù là thiên chi cảnh thì e rằng cũng chưa chắc đỡ được. Hơn nữa, nếu khi rút kiếm, Diệp Huyền còn sử dụng huyết mạch chi lực và đại đạo thần khí thì sức mạnh của nó tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Song, nếu thi triển Thanh Huyền nhất kiếm thì sức mạnh của nó cũng sẽ tăng lên gấp đôi nữa. Diệp Huyền nghĩ vậy không khỏi nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay. Lúc này, chính hắn cũng có chút mong chờ. Một khi mình đánh ra một kiếm này thì không biết nó sẽ mạnh đến mức nào. Đương nhiên, hắn cũng không có thử. Một kiếm đó vừa ra thì dù mảnh vũ trụ này không có bị hủy diệt thì cũng phải tổn thất thảm trọng. Diệp Huyền lại như nhớ ra gì đó, chợt suy nghĩ, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm vô, Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trước mặt, khóe miệng không khỏi cong lên. Kiếm này mà đánh lén thì tuyệt đối chuẩn khỏi cần chỉnh. Kiếm Thanh Huyền ở ngoài sáng, kiếm vô ở trong tối. Cha đúng là một tên nham hiểm mà. Diệp Huyền cười ha ha. Bấy giờ, tiểu bút bỗng nói, thực ra, cậu đã quên một chuyện. Diệp Huyền sửng sốt hỏi, chuyện gì? Tiểu bút đáp, đại đạo thần khí và tam bộ, cậu chỉ mới tu luyện cuốn thứ nhất. Mà giờ, thực ra cậu có thể cuốn thứ hai. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có quên. Tiểu bút trầm giọng nói, vậy tại sao cậu không tu luyện? Theo ta biết, cuốn sách đó đã được chủ nhân tốn công tốn sức biên soạn ra. Cuốn đầu tiên đã đủ để luyện đến thiên chi cảnh. Nếu cậu tu luyện cuốn thứ hai thì đại đạo thần khí của cậu sẽ xảy ra biến đổi về chất. Lúc ấy, thực lực của cậu sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, tông chủ quá khứ tông kia cũng chỉ mới tu luyện cuốn đầu đã có thực lực nghịch thiên thế rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười, bởi vì điều kiện không cho phép. Tiểu bút khó hiểu, điều kiện không cho phép. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện cuốn thứ hai thì phải hấp thu linh khí đại đạo trong truyền thuyết mới được. Huynh biết linh khí đại đạo không? Tiểu bút im lặng. Diệp Huyền cau mày, bấy giờ tiểu bút mới đáp, biết. Đó là một loại linh khí rất đặc biệt, chỉ có trong một vài chỗ đặc biệt của đạo môn. Trước đó, quy khư chi địa cũng có, nhưng lúc ấy, cậu cũng không để ý đến nó. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, ngoài quy khư chi địa ra thì giờ còn ở đâu nữa không? Tiểu bút nói, ở một số vùng đặc biệt, cụ thể thì ta cũng không rõ. Có điều, cậu muốn có được linh khí đại đạo, e rằng sẽ rất khó. Bởi vì thứ này thuộc loại cực kỳ quý giá trong đạo môn. Cao thủ thiên chi cảnh tu luyện đã cần nó, nên nó đều nằm trong tay những cao thủ thiên chi cảnh trong đạo môn. Vì ngoài đạo môn ra, ở bên ngoài rất khó tìm được chúng. Đương nhiên, dù gặp được thì cũng sẽ nhanh chóng bị đạo môn cướp đi. Diệp Huyền nhỏ giọng hỏi, ta có thể đi cướp đạo môn không? Tiểu bút câm nín một lát mới hỏi, điều này có thể vi phạm đến đạo tâm của cậu không? Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp, nếu đạo môn đến gây chuyện với ta trước, ta lại đi cướp thì cũng không coi như vi phạm đạo tâm. Tiểu bút nặng nề hỏi, cậu muốn dùng mánh thả con tép bắt con tôm hả? Diệp Huyền đang định nói chuyện thì chân trời đằng xa bỗng rung lên, sau đó có một người đàn ông trung niên bước ra. Diệp Huyền nhìn thấy ông ta thì cau mày lại. Người đàn ông trung niên đó chính là người đã bỏ chạy lúc trước, mà đằng sau ông ta còn có 10 cao thủ đi theo, trong đó thế mà lại có sau vị tam chi cảnh. Sau khi ông ta xuất hiện bèn nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới liếc Diệp Huyền, lạnh lùng nói, cha ngươi đâu? Diệp Huyền đáp, đi rồi. Người đàn ông trung niên hỏi, đi đâu? Diệp Huyền lắc đầu, không biết.
Ông ta giận tím mặt quát, y là cha ngươi mà ngươi lại không biết y đi đâu. Diệp Huyên ngó người đàn ông trung niên nói, ta thật sự không biết. Ông ta lạnh lùng nói, vậy cha nợ con trả, biết không? Diệp Huyên khẽ thở dài. Người đàn ông trung niên hỏi, ngươi thở dài cái gì? Diệp Huyên nói, giờ ông dẫn người của mình đi, ta coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, ông thấy sao? Người đàn ông trung niên cong môi cười khẩy, ngươi đang nói đùa đấy hả? Diệp Huyên lắc đầu, vừa nghĩ. Xoẹt. Thoáng chốc, đầu của một cao thủ tam chi cảnh sau lưng người đàn ông trung niên đã bay ra ngoài, máu phun như suối. Mọi người có mặt ở đây thấy cảnh đó thì ngây người. Chuyện gì thế? Lúc này, Diệp Huyên ở đằng xa bỗng nói, rớt. Xoẹt. Vừa dứt lời, lại có một cao thủ tam chi cảnh bay đầu. Mọi người thấy vậy lập tức hoàn hồn, trong lòng hoảng sợ không thôi, đồng loạt lùi lại. Kinh ngạc nhìn Diệp Huyên như thấy quỷ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cũng mặt mày hoảng sợ nói, ngươi. Diệp Huyên liếc ông ta nói, có biết lúc trước ông có thể đi được là điều may mắn cỡ nào không? Người đàn ông trung niên run rẩy nói, các hạ, là chúng ta có mắt không tròng, mong các hạ đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Ông ta nói xong bèn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, ông ta vừa chạy đầu đã trực tiếp bay ra ngoài. Mắt bắn ra cả mấy trượng. Lập tức bị giết. Diệp Huyên nhìn về phía những cao thủ còn lại, bọn họ lập tức biến sắc, đang định trốn. Diệp Huyên đã nói, ai dám nhúc nhích ta giết kẻ đó trước. Vẻ mặt mọi người thoáng chốc cứng đờ. Diệp Huyên liếc bọn họ rồi nói, không biết các vị có thích đọc sách không? Cái loại có thể bảo vệ được tính mạng ấy. Mọi người im lặng. Diệp Huyên cau mày, xem ra các vị không thích rồi. Mọi người nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, một ông lão trong số đó vội vàng run rẩy nói có. Lão Phu có đọc, không dám giấu cậu, lão Phu từng là một người đọc sách, nào là sách cổ song tu thượng cổ, 36 động huyền tử, 72 lộ thần tiên thủ. Lão Phu đều vô cùng am hiểu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, mượn một cuốn đi. Mọi người. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ. Diệp Huyên đã thu nhận được 5 tên cao thủ tam chi cảnh và kha khá cổ đạo cảnh. Đương nhiên, hắn biết bây giờ, những cao thủ kia cũng không hề thiệt tình gia nhập thư viện. Nhưng không sao, Diệp Huyên tin rằng có tiền thì họ sẽ thay đổi lập trường và suy nghĩ ngay thôi. Mà giờ, Tần Quan cũng đã đến vũ trụ tiểu quan. Lần này, nàng ta không đến một mình mà có cả Thanh Khâu, Đinh Thược Dược và một đám nhân vật nòng cốt của thư viện Quan Huyên cũng tới. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, hơi khom lưng chào, viện trưởng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên kia cười nói, lão Trương, lâu rồi không gặp. Trương Sử. Diệp Huyên đương nhiên biết người này, ông ta đã đi theo hắn từ rất lâu. Mà giờ, Trương Sử đã đạt tới trật tự cảnh. Chẳng những vậy, ông ta còn là nhân vật nòng cốt của thư viện Quan Huyên, địa vị khá cao. Trương Sử mỉm cười, viện trưởng, nhìn thấy cậu, ta rất vui. Diệp Huyên cười ha ha, phải công nhận rằng nhìn thấy Trương Sử thì hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Đương nhiên, cũng có chút cảm khái. Trên cả chặng đường tu luyện, mình đã quen được rất nhiều người nhưng cũng dần quên đi rất nhiều người. Có lẽ đời người chính là như vậy, trong cuộc đời mỗi người đều có một vài vị khách qua đường. Mình là khách qua đường của người khác và họ cũng là khách qua đường của mình. Lúc này, Tần Quan bỗng nói, người của ta đã tìm được một vùng đất chủ phú, chúng ta đi xem không? Diệp Huyên hoàn hồn, cười đáp, được. Mọi người rời đi. Một lát sau, họ đã đi một ngọn núi, nhìn từ trên đỉnh, cả ngọn núi được thu hết vào mắt, trông vô cùng hùng vĩ. Tần Quan cười nói, dãy núi này kéo dài 10 vạn dặm, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Dưới lòng đất còn có một cái long mạch đỉnh cấp, nó đã trưởng thành. Dài đến mấy vạn dặm, nằm sâu dưới lòng đất. Thế nên, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp để tu luyện. Diệp Huyên hỏi, vậy long mạch kia có bằng lòng đầu quân cho thư viện Quan Huyên không? Tần Quan gật đầu, có. Diệp Huyên ngó Tần Quan, nàng ta chớp chớp mắt nói, yên tâm, ta cũng không có đánh nó. Ta cho nó tiền. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần Quan cũng cười, dãy núi này gọi là dãy Quan Huyên.
còn ngọn núi dưới chân chúng ta sẽ gọi là núi Quan Huyên và nó cũng sẽ là chủ viện. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh có hơn 10 vạn cao thủ đang xây dựng thư viện. Bọn họ đều là người của Tần Quan. Họ đều là người tu luyện có thực lực mạnh mẽ và hoàn toàn khác với người thường nên khi xây dựng thư viện thì chỉ có một chữ là nhanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có tiền. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó hỏi, chúng ta có cần dẫn thêm một số người đến vũ trụ tiểu quan này không? Tần Quan lắc đầu, không được. Diệp Huyên khó hiểu. Tần Quan cười nói, nơi này là tổng viện, mai sau, toàn bộ những anh tài đứng đầu của các chi nhánh sẽ được đưa đến đây. Thế nên, nơi này cũng sẽ không thiếu người. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan cười, ta hiểu ý ngươi, mong muốn ban đầu của ngươi là thành lập một thư viện bình dân. Nhưng tổng viện thì không được, nó phải vượt xa những chỗ khác. Chỉ có thế, nơi này mới có thể quản lý các chi nhánh. Chẳng những vậy, chỉ khi nơi này mạnh hơn hẳn thì mới trở thành thánh địa trong lòng các đệ tử được. Lúc ấy, họ mới chịu cố gắng hết mình để xin vào tổng viện. Diệp Huyên gật đầu, được rồi. Tần Quan mỉm cười nói tiếp, sau đó, ta sẽ đưa ra một số phúc lợi. Chẳng hạn như, hễ ai tham gia vào tổng viện thì có thể dẫn theo người nhà đến vũ trụ tiểu quan du lịch và tham quan thư viện. Tóm lại, chắc chắn sẽ cho đám nhóc con kia có một cảm giác vinh dự. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, ta sẽ bàn bạc với Thanh Khâu cô nương và Đinh cô nương đưa ra một số phúc lợi càng cụ thể hơn. Diệp Huyên cười nói, điều này làm ta nhớ đến Học viện Thương Mộc. Học viện Thương Mộc. Khi còn ở Thanh Châu, hễ ai gia nhập học viện thì đều làm vinh dự cho dòng họ. Tần Quan cười, đúng rồi, ngươi cần phải tuyển thêm một vài người. Diệp Huyên nhìn Tần Quan hỏi, tuyển người. Tần Quan gật đầu, giờ thư viện chia làm võ viện, văn viện, pháp viện, ám viện, yêu viện, thiên đạo viện. Viện chủ võ viện là Thanh Khâu cô nương. Văn viện là Chi Giả Thư Hiền, ám viện là Ám Quân, thiên đạo viện là Niệm Niệm cô nương. Mà hiện nay, chúng ta còn thiếu viện chủ pháp viện và yêu viện. Muốn trở thành viện chủ pháp viện, ngoài thực lực của bản thân ra còn cần một thứ đó là công bằng công chính. Bởi vì viện này vô cùng quan trọng, có thể quản lý ba viện còn lại. Hơn nữa, pháp viện còn là chấp pháp giả người giữ gìn luật pháp. Luật pháp lại là nòng cốt của thư viện chúng ta nên cực kỳ quan trọng. Nói tóm lại, đây là một cái viện dễ bị ghét. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu là viện chủ phải dám đắc tội người khác. Pháp viện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tạm thời thì ta chưa chọn được ai. Tần Quan chớp mắt nói, hay là, bảo vị muội muội váy trắng của ngươi đến làm. Mọi người có mặt ở đây nghe vậy đều sửng sốt. Diệp Huyên đen mặt, cô muốn thư viện bị xóa sổ đấy hả? Thanh Nhi làm viện chủ pháp viện. Vậy mà tiểu quan cũng dám nghĩ ra, đúng là nếu để Thanh Nhi làm viện chủ pháp viện thì chắc chắn không ai dám vi phạm quy định trong thư viện. Nhưng mà là không làm tốt, e rằng Thanh Nhi sẽ trực tiếp hủy diệt thư viện luôn. Tần Quan cười, dù sao, người cũng tự tìm viện chủ của viện này đi. Diệp Huyên gật đầu, sắp tới ta xem thử coi có ai thích hợp không. Tần Quan gật đầu, được rồi. Bấy giờ, Thanh Khâu bỗng nói ca. Huynh nên biết một điều là viện chủ của thư viện cũng có thể tu luyện tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Khâu, muội ấy cười nói, chẳng hạn như thư lão, ông ấy là người đứng đầu văn viện nên có uy tín cực cao trong văn viện, có rất nhiều học sinh kính trọng, tôn thờ ông ấy nên ông ấy cũng có được tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên cười, vậy được rồi. Thanh Khâu gật đầu, ngoài ra, quy mô hiện tại của thư viện rất lớn, quản lý có hơi rắc rối. Đặc biệt nếu không quản lý ổn thỏa thì có lẽ huynh sẽ bị tín ngưỡng chi lực cắn trả. Diệp Huyên cau mày lặp lại, bị tín ngưỡng chi lực cắn trả. Thanh Khâu đáp, đúng vậy, tín ngưỡng chi lực sẽ cắn trả. Vì khi họ không tin tưởng huynh hay đang kính trọng lại biến thành hận thù thì huynh sẽ bị cắn trả. Đây cũng được gọi là sụp đổ tín ngưỡng, mà loại cắn trả ấy lại vô cùng chết người. Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu cười nói, trách nhiệm. Hễ là vũ trụ hay thế giới do thư viện Quan Huyên điều hành thì huynh phải có trách nhiệm bảo vệ nó, vì họ tin tưởng huynh. Nhiều khi, trách nhiệm chính là một loại ràng buộc. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nói xong lại nhìn Thanh Khâu hỏi, nhóc con, trách nhiệm là một loại ràng buộc. Vậy ta đây coi như là chồng lên một cái gông cho đạo tâm của mình hả?
Thanh Khâu lắc đầu đáp, không phải. Diệp Huyên rửa tai lắng nghe, vậy thì là thế nào? Thanh Khâu cười nói, kiếm đạo muôn vàn, đa số kiếm tu đều chọn cách tự do tự tại, không có ràng buộc thì kiếm cũng sẽ không có gông xiềng. Loại kiếm tu ấy thường vô cùng mạnh, vì họ không có chấp niệm và trói buộc nên trình độ cũng cực cao. Thế nhưng, đây không có nghĩa là những kiếm tu khác sẽ yếu. Ví dụ như huynh chọn cái gì? Huynh chọn chữ tình, vậy tình chính là tín niệm kiếm đạo của huynh. Chiến vì tình thân, đây là tín ngưỡng kiếm đạo của huynh. Huynh chiến đấu vì tín ngưỡng cũng sẽ không tồn tại cái gọi là trói buộc đạo tâm. Một chữ tình cũng là tín ngưỡng và kiếm đạo của huynh. Suy cho cùng, vẫn là bản tâm. Bản tâm theo đuổi cái gì thì nó chính là tín ngưỡng của huynh. Nàng ấy nói xong bèn nhìn Diệp Huyên cười, một người đàn ông là phải có tín ngưỡng, có trách nhiệm và gánh vác. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh Khâu lại cười nói, ta biết, bảo vệ vô số vũ trụ, áp lực ấy là rất lớn và nặng nề. Nhưng, đây là con đường huynh đã chọn, nếu vậy thì cũng tiếp tục đi tới. Chúng sinh tôn thờ huynh thì huynh sẽ đạt được vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Song huynh lại cảm thấy chúng sinh là trói buộc thì hành động ấy chẳng hay tí nào. Nhiều người sụp đổ tín ngưỡng vì họ quên mất bản tâm. Tu luyện và làm người là giống nhau, không thể trái với bản tâm. Bản tâm chính là tiêu chuẩn và ranh giới làm người của mình. Nếu một người mà không có cả giới hạn của mình thì chẳng thể gọi là người được. Diệp Huyên cười đáp, ta biết rồi. Thanh Khâu gật đầu, giờ thư viện ngày càng phát triển, trách nhiệm cũng sẽ càng ngày nặng nề. Đương nhiên, kiếm ý nhân gian của huynh cũng sẽ ngày càng mạnh. Đây là chuyện tốt, ta tính thử thì sắp tới kiếm ý nhân gian của huynh sẽ tăng lên một cách đáng sợ, vì nay thư viện đã đi vào quỹ đạo. Thế nên, tín ngưỡng chi lực sẽ như một con sông đổ dồn về phía huynh khiến kiếm ý nhân gian của huynh xảy ra biến đổi về chất. Bên cạnh đó, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảnh lớn. Lúc ấy, chắc hẳn cảnh giới của huynh cũng sẽ đột phá. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thiên vị cảnh. Thanh Khâu lắc đầu, không phải. Tần quan bên cạnh bỗng nói, ngươi đi theo con đường ngoại trật tự, nói cách khác, từ khi ngươi đạt tới trật tự cảnh, con đường ngươi đi cũng không phải con đường của chủ nhân bút đại đạo. Sau này, cảnh giới sẽ do ngươi tự mình nghĩ ra. Tự nghĩ ra cảnh giới. Diệp Huyên nghe vậy ngây người. Tần quan cười nói, đúng vậy, bây giờ, ngươi đã không thể đi theo con đường của chủ nhân bút đại đạo. Đương nhiên, cũng chẳng cần đi theo con đường của y. Vì vậy, người muốn mạnh lên thì chỉ có thể tự mình sáng tạo ra cảnh giới. Hơn nữa, nó chỉ có thể cho một mình ngươi tu luyện. Diệp Huyên câm nín một lúc mới hỏi, vậy thì sắp tới ta sẽ đi theo một con đường mà ngay cả mình cũng không rõ. Thanh Khâu gật đầu, đúng thế. Đương nhiên, đấy cũng là chuyện tốt. Đi theo con đường của mình là một con đường mà toàn bộ người tu luyện đều phải trải qua. Vì đi theo con đường của người khác sẽ mãi mãi núp dưới bóng người ta. Huynh biết tại sao chủ nhân bút đại đạo lại mạnh vậy không? Có một lý do chính là hễ ai đi theo con đường của y thì sẽ không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực cho y. Người có thực lực càng mạnh sẽ cung cấp càng nhiều. Hơn nữa, bình thường cũng đã có rất nhiều người tín ngưỡng y. Thế nên, trước mắt thì y là người đầu tiên hiểu rõ nhất về tín ngưỡng trong vũ trụ. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ta có thể làm cho Thanh Nhi và cha tin thờ phụng mình không? Thanh Khâu cười đáp, được chứ, có điều cũng không cần, trừ khi, họ thật lòng tin tưởng đạo của huynh, không thì, huynh còn không bằng bảo họ đến giúp mình giết người. Huynh muốn họ tôn thờ đạo của mình, huynh cảm thấy mình có thể làm cha tin tưởng đạo của mình không? Diệp Huyên đơ mặt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày của Diệp Huyên ngoại trừ tu luyện thì cũng đều chỉ mải đọc sách. Không biết từ lúc nào, hắn đã tập thành thói quen đọc sách mỗi ngày, đương nhiên, đọc sách lúc này không phải chỉ để ra vẻ, mà là khiến bản thân bình tĩnh, thấu đáo hơn. Từ sau trận chiến vũ trụ đạo lần trước, thư viện Quan Huyên đã không còn kẻ địch, mà hắn cũng không đi du ngoạn khắp nơi, hiện tại hắn chỉ đơn thuần muốn ổn định bản thân, sau đó sắp xếp tốt cho thư viện. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không muốn trở lại trở thành tên cùi bắp. Vô địch rồi mới đi. Chưa đến một tháng, trên ngọn núi Quan Huyên đã xuất hiện thêm hơn 3.000 tòa đại điện, bởi vì đây là Tổng viện Thư viện Quan Huyên, nên lần này Tần Quan không sót của mà bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng. Mỗi một cung điện đều được xây dựng xa hoa, nhất là đại điện Quan Huyên đứng đầu,
đại điện này là trung tâm của Tổng viện Quan Huyên, toàn bộ đại điện chiếm nguyên cả ngọn núi Quan Huyên, được xây dựng hệt như tiên cung, cực kỳ xa hoa. Mà trước cửa chính đại điện Quan Huyên có đặt một bức tượng. Là bức tượng của Diệp Huyên. Nghe nói, bức tượng này do đích thân Diệp Huyên giám sát thi công. Sau hơn 1000 lần thay đổi, Diệp Huyên mới vừa lòng gật đầu. Khi thư viện hoàn thành, ngày càng nhiều người đến Tổng viện, bây giờ học sinh của Tổng viện đã có chừng hơn mấy chục nghìn người, mà mấy chục nghìn học sinh này đều được tiến cử từ các phân viện trước kia. Là thiên tài trong các thiên tài. Lúc biết được chuyện này, Diệp Huyên tìm Tần Quan, Tần Quan cười nói, có phải là vì chuyện học viên không? Diệp Huyên gật đầu, hơn chục nghìn học sinh này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vậy những học viên bình thường kia? Nói đến đây, hắn khẽ dừng lại rồi nói tiếp, đương nhiên, ta có thể hiểu được, có điều mong muốn ban đầu của chúng ta là giúp cho tất cả người bình thường đều có cơ hội có thể được học tập, tu luyện. Tần Quan gật đầu, không sai, nhưng, người quên mất một chuyện. Diệp Huyên im lặng một lát rồi thấp giọng thở dài. Hắn đã hiểu rồi. Tần Quan khẽ nói, đó là công bằng. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối. Lúc phân viện, chúng ta đã chiêu mộ học viên, ngoài tâm tính và nhân phẩm ra, chúng ta không có bất kỳ giới hạn và yêu cầu gì khác, cũng không yêu cầu nộp học phí, bất kỳ ai cũng có thể gia nhập thư viện Quan Huyên. Nhưng, sau khi gia nhập thư viện Quan Huyên, khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài sẽ càng lúc càng lớn. Người biết tại sao không? Vì nhiều khi là do thiên phú, dù sao thiên phú vẫn là thứ rất quan trọng, có người học một thứ, mất một tháng cũng không học được, nhưng lại có người vừa xem một chút đã hiểu rõ rồi, chênh lệch này đôi khi không chỉ dựa vào nỗ lực là có thể bù đắp được. Nếu những người có thiên phú kia còn cố gắng hơn anh nữa thì... Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, hơn nữa, có vài yêu nghiệt mang ra thế không hề đơn giản, bọn họ vừa sinh ra là đã ở trong thế gia. Tầm nhìn và vận mệnh cũng như tâm tính của bọn họ cũng là thứ mà không phải người bình thường có thể so sánh được. Bởi vì bọn họ vừa sinh ra là đã có được sự dạy dỗ tốt nhất, người thừa kế không não quả thực không ít, nhưng ở trong gia tộc lớn như vậy, tất nhiên sẽ có thể bồi dưỡng ra người thừa kế ưu tú, mà thư viện của chúng ta thu nhận rất nhiều loại người, khi những yêu nghiệt này và những người bình thường đều ở thư viện thì chênh lệch đó thật sự rất rõ ràng. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nói tiếp, chúng ta cũng muốn thu hẹp khoảng cách này nhưng điều đó rất khó khăn. Chỉ có một số ít người có thể đuổi kịp, sau đó, chúng ta lại phát hiện, phàm là người có thể đuổi kịp thì bản thân hắn ta đã là một yêu nghiệt, chỉ là, người này thiếu một cơ hội, thiếu nền tảng thôi. Ở thư viện, chúng ta bắt buộc phải có một đối đãi khác biệt, ví dụ như, với những người đứng đầu, nhất định phải có thưởng, còn những người phía sau, sẽ bị đào thải. Diệp Huyên nhíu mày, đào thải. Tần Quan gật đầu, đào thải. Phải có cảm giác nguy cơ, nếu không có cảm giác nguy cơ thì sẽ có người trực tiếp xem thư viện như nơi vui chơi mà thôi. Mỗi ngày chỉ làng nhàng cho qua chuyện, hơn nữa, còn sống rất an yên. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, không có thiên phú nhưng lại rất nỗ lực, kiểu người như vậy không phải không có, nhưng không có thiên phú lại không hề cố gắng phấn đấu thì càng nhiều hơn. Nói rồi. Nàng ta khẽ lắc đầu, rất nhiều người, khi vừa vào thư viện, không học hành ra gì, không nỗ lực, đợi đến lúc sau sắp bị đào thải, lại ở đó mà gào mà thét là vận mệnh không công bằng, mắng học viện tàn nhẫn, thậm chí còn mắng thư viện có góc khuất mờ ám. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nói, thế giới này, bản thân nó không có công bằng tuyệt đối, mà khi ngươi sinh ra đã không được như kẻ khác thì chuyện có thể làm chính là càng cố gắng hơn người khác. Vì vậy... Ta cảm thấy muốn thay đổi một người thì phải thay đổi suy nghĩ của người đó, vì vậy, ta và Lão Thư đã nói chuyện với nhau, chuẩn bị tổ chức giáo dục bắt buộc 9 năm. Văn Việt, Diệp Huyên ngây người, giáo dục bắt buộc 9 năm. Tần Quan gật đầu, có nghĩa là, với những vũ trụ, thế giới được quản lý bởi Thư viện Quan Huyên chúng ta, trẻ con sau khi hiểu chuyện bắt buộc phải đưa đến học viện thuộc Thư viện đi học, dạy dỗ miễn phí. Nói rồi. Nàng ta khẽ lắc đầu, đời này, đã có nhiều người vô dụng rồi. Vì vậy, cứ hy vọng vào đời kế tiếp đi. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, sẽ có tác dụng sao? Tần Quan cười nói, chắc chắn sẽ có tác dụng, bởi khi tiếp nhận giáo dục 9 năm bắt buộc, nếu không thể tốt nghiệp, chúng ta yêu cầu bọn họ học lại 9 năm học, học 9 năm 3 lần liên tục mà chưa tốt nghiệp, chúng ta sẽ đưa bọn họ đến mỏ khai thác. Diệp Huyên không hiểu, tại sao?
Tần quan lạnh nhạt nói, người mà ngay cả giáo dục 9 năm bắt buộc cũng không qua được, ta thấy kiểu đó cũng chỉ có thể đào quặng mà thôi. Đương nhiên, đào quặng sẽ có tiền lương, hơn nữa, trong thời gian đào quặng vẫn có thể học tập, nếu có thể thông qua đào tạo, thì vẫn có cơ hội gia nhập học viện. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu như lúc đào quặng mà cứ trễ nãi thi cũ hoặc không thi đậu thì sao? Tần quan liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, cho hắn ta tự do. Nói rồi, nàng ta cười, một người không chịu nỗ lực, chúng ta chỉ có thể thả hắn tự do trải qua cuộc sống mà bình thường mà hắn ta muốn. Dù sao, người như thế thả đạo quặng, chứ không nguyện ý học, chúng ta còn có cách gì chứ? Nhưng, người như vậy, thư viện sẽ đưa hắn vào danh sách đen, viễn viễn không dùng tới. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy được. Tần quan nói, thật ra bất kỳ lúc này, việc giáo dục cũng là khó nhất. Chúng ta có thể làm là cho bọn họ một nền tảng, còn về cuối cùng vận mệnh bọn họ ra sao, vẫn phải dựa vào bản thân bọn họ. Con người, chỉ có thể tự thoát. Nói xong, nàng ta khẽ cười, nói chung, con đường này, vẫn còn rất rất dài, thậm chí là cả đời này của chúng ta cũng không thể hoàn thành. Diệp Huyên cười nói, nếu đời này không hoàn thành được, vậy để đời sau tiếp tục nỗ lực. Tần quan gật đầu, ta còn có một suy nghĩ, chính là, lập pháp. Diệp Huyên nhíu mày, lập pháp. Tần quan nhìn Diệp Huyên, nhắm vào ngươi đấy. Diệp Huyên lập tức hiếu kỳ, nhắm vào ta. Tần quan gật đầu, làm giảm quyền lợi của viện trưởng. Diệp Huyên im lặng. Tần quan cười nói, nếu sau này chúng ta đều không còn, thư viện quan huyên biến thành cơ quan tối cao, vậy thì rất đáng sợ. Nếu gặp được viện trưởng tốt thì còn may, nhưng nếu gặp phải viện trưởng không tốt, vậy đối với thư viện quan huyên mà nói, chính là một tai họa lớn. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Tần quan gật đầu, thật ra cũng rất đơn giản, với một vài quyết định quan trọng của thư viện, viện trưởng không thể độc tài quyết định, cần có các viện thủ cùng nhau quyết định. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị thành lập một viện thủ viện này có quyền bãi bỏ người giữ chức vị viện trưởng. Nhưng, pháp viện không thể gia nhập viện thủ viện này, pháp viện là một bộ máy độc lập khác, muốn bãi bỏ viện trưởng, nhất định phải được pháp viện công nhận, cũng có nghĩa viện thủ viện trước tiên phải vạch tội được viện trưởng, khi pháp viện cảm thấy viện trưởng thật sự có vấn đề, pháp viện sẽ chấp thuận, đến lúc đó, viện thủ viện có thể bãi bỏ viện trưởng. Tương tự, viện trưởng cũng có quyền bãi bỏ viện thủ pháp viện, đương nhiên, cũng phải được viện thủ viện đồng ý. Diệp Huyên thấp giọng nói, ba bên khống chế lẫn nhau. Tần quan gật đầu, đương nhiên, nếu gặp được viện trưởng thực lực vượt xa mọi người, thì tác dụng chắc chắn sẽ ít hơn nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi quy định điều này thì trong tương lai, cách thức này mới có thể được duy trì tiếp. Diệp Huyên cười nói, ta chắc chắn là thấy không sao rồi. Dù gì hiện tại thư viện đều là do mọi người quản lý, hơn nữa, mặc kệ là quyết định gì. Ta cũng đều hỏi ý kiến ngươi và Thanh Khâu nha đầu với dì Đinh trước. Tần quan gật đầu, hiện tại căn bản không còn vấn đề gì khác nữa. À đúng rồi, còn có một chuyện trọng đại cần ngươi quyết định. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần quan nghiêm túc nói, tiền. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tần quan cười nói, thật sự quá tốn tiền. Tiền của Tiên Bảo Các, tạm thời ta không thể dùng quá nhiều, bằng không. Sẽ khiến Tiên Bảo Các gián đoạn hoạt động bình thường được. Vì vậy, người phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Bởi vì hiện tại chúng ta mỗi tháng đều phải phát lương cho rất rất nhiều cao thủ, đây là một khoản chi phí rất lớn, mà thư viện hiện tại tuy có vài hạng mục có thể kiếm tiền, nhưng vẫn chưa có lợi nhuận, cho nên chúng ta vẫn phải tự bỏ tiền túi. Diệp Huyên thấp giọng nói, sau này thư viện có thể có đủ lợi nhuận không? Tần quan cười nói, đương nhiên, bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn đầu, mới bắt đầu, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Chỉ cần qua được giai đoạn đầu, sau này thư viện chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ví dụ, có thể định kỳ cho người của võ viện đi đến các gia tộc lớn các thế lực lớn giảng dạy, chỉ một hạng mục này, sau này có thể mang đến cho chúng ta thu nhập vô số. Dù sao, văn minh võ đạo của thư viện bây giờ cũng vượt xa vũ trụ hiện tại. Nhiều nhất là 10 năm, 10 năm sau, thư viện sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi nhuận, đương nhiên. Khoản tiền này là thuộc về thư viện, dùng cho việc xây dựng thư viện. Diệp Huyên cười nói, ta có thể dùng không? Tần quan liếc mắt nhìn Diệp Huyên, đương nhiên có thể. Ngươi là người cống hiến nhiều nhất cho thư viện,
ngươi có dùng thế nào cũng không quá. Nếu không phải Diệp Huyên trước đó đã cùng nàng ta hỗ trợ tài chính, thư viện căn bản không thể được như bây giờ. Chuyện này rất rất hao tốn tiền của. Tần quan lại nói, ngươi phải nhớ, ngươi là người sáng lập thư viện, là người sáng lập trật tự mới, quyền lợi của ngươi, chắc chắn là lớn nhất. Hiện tại mấy thứ như viện thủ viện, đối với ngươi không thể có ràng buộc gì được cả. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, không nói chuyện này nữa. Hiện tại thư viện còn thiếu bao nhiêu tiền? Tần quan nghiêm túc nói, rất rất nhiều. Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi nói, khảo cổ. Lừa đảo, chọn đi. Tần quan, nghèo. Lúc này Diệp Huyên cảm thấy bản thân nghèo quá. Bởi vì đạo tinh lúc trước đều đã bị tần quan giữ cả rồi. 1 tỷ. Hắn tu luyện cũng cần đạo tinh, trong thời gian tu luyện sắp tới. Trên người hắn chỉ còn không đến mấy trăm đạo tinh, nếu tiếp tục tu luyện nhiều nhất chỉ kéo được 1 tháng, túi đạo tinh của hắn đã thấy đáy rồi. Hơn nữa, gần đây thư viện quan huyên mở rộng rất nhanh, chuyện gì cũng cần đến tiền. Nhất là những học viên tu luyện kiếm kỹ, tiêu hao rất nhiều đạo tinh. Hiện tại tuy thư viện cũng có thể kiếm tiền, nhưng mới bắt đầu, vẫn chưa thể thu được lợi nhuận. Tần quan ngẫm nghĩ rồi nói, đi khảo cổ đi. Nói rồi. Nàng ta điểm tay, một luồng sáng trắng xuyên vào giữa trán Diệp Huyên. Diệp Huyên ngây người. Tần quan cười nói, đây là tin tức do tiểu đội thám hiểm của ta gửi tới. Bọn họ tìm được một tinh vực chưa biết. Ở đó, bọn họ phát hiện một di tích không biết thời đại nào. Nhưng bọn họ không dám đi sâu vào trong. Vì vậy, ngươi đi đi. Diệp Huyên nói, ngươi không đi sao? Tần quan lắc đầu, ta thì không đi. Tổng viện còn có rất nhiều chuyện rắc rối. Ta phải ở lại đây giúp Thanh Khâu cô nương. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Tần quan cười nói, cẩn thận chút. Diệp Huyên khẽ cười, hiện tại muốn giết ta, ít nhất phải có 10 vị thiên chi cảnh đến. Tần quan lắc đầu cười, xem thần khí ngươi đi. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một chiếc nhẫn chưa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đây là... Tần quan cười nói, đờ en dược do đan thần luyện, có tác dụng trị thương, hiệu quả cực kỳ tốt. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ, lần này sao không nhìn thấy đan thần. Đương nhiên hắn nhớ đan thần, cô nương này lúc đầu ở Ngân Hà giới đã giúp hắn không ít, hơn nữa, đối phương còn lập ra một đan viện trong thư viện, là viện thủ của đan viện. Tần quan nói, nàng ấy đang luyện đan, đợi qua một thời gian thì sẽ mau chóng đến đây. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, vậy ta đi đây. Tần quan gật đầu. Diệp Huyên quay người ngự kiếm đi, chớp mắt đã biết mắt nơi cuối tinh hà. Tần quan nhìn tinh hà, nhẹ giọng nói, đàn ông kiếm tiền, tốt lắm. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên vừa rời khỏi vũ trụ tiểu quan, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ từ phía xa đã ấp tới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên bỗng ngây người. Cô gái cũng sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, thì ra là Thái Sơ Chăn cô nương. Người đến chính là Thái Sơ Chăn, tộc trưởng Thái Sơ tộc. Thái Sơ Chăn nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, sao ngươi lại ở đây? Diệp Huyên cười nói, thư viện của ta ở đây. Nghe vậy, vẻ mặt Thái Sơ Chăn lập tức trùng xuống. Lần này nàng ấy đến chính là vì vùng vũ trụ đang hồi sinh này, phải biết rằng, một vùng vũ trụ hồi sinh có thể nuôi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Nhưng bây giờ, nghe thấy lời của Diệp Huyên, nàng ấy bỗng chốc không biết nói gì. Đã bị tên vua dựa dẫm này nhanh chân đến trước rồi. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, Chăn cô nương sao lại ở đây? Thái Sơ Chăn thôi nghĩ. Cười nói, nghe nói Diệp công tử dựng thư viện ở đây, đến để chúc mừng. Diệp Huyên chớp mắt, có quà biếu gì không? Vẻ mặt Thái Sơ Chăn cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ nói đùa thôi. Thái Sơ Chăn khẽ cười, Diệp công tử, tỷ tỷ ta dạo này vẫn tốt chứ? Diệp Huyên gật đầu, nàng ấy vẫn tốt, đang bế quan. Bế quan? Thái Sơ Chăn cười nói, có lẽ là sắp đột phá rồi. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chăn, cười nói, Chăn tộc trưởng, ta còn có chuyện, xin cáo từ trước.
Nếu ngươi có hứng thú thì có thể đến thư viện dạo chơi, muội muội ta sẽ tiếp đón ngươi. Cáo từ. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm rời đi, biến mất nơi cuối tinh không. Thái Sơ Chăn nhìn phía xa, im lặng một lúc lâu, nàng ấy quay đầu nhìn hướng thư viện Quan Huyên, muội muội. Vừa nghĩ đến cô gái váy trắng kia, nàng ấy đã cảm thấy lạnh cả người. Cô gái kia, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Ngay cả bấy giờ, nàng ấy vừa nghĩ đến, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một lúc sau, Thái Sơ Chăn biến mất. Diệp Huyên trực tiếp dùng kiếm Thanh Huyên xuyên qua thời không, không thể không nói, tốc độ kiếm Thanh Huyên này rất nhanh, chớp mắt hắn đã xuyên qua gần cả trăm vạn tinh vực. Đương nhiên, hắn để kiếm Thanh Huyên mang theo vỏ kiếm xuyên qua. Hiện tại kiếm Thanh Huyên không thể ra khỏi vỏ. Diệp Huyên bỗng xuất hiện ở một nơi đồng bằng, xung quanh hắn, thời không chuyển động từng đợt. Một lúc sau, thời không xung quanh hắn mới ổn định lại. Diệp Huyên trầm trầm mở hai mắt, hắn nhìn ra xa, ở phía xa thấp thoáng có thể thấy một tòa thành cổ. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa, cô gái khẽ thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn cô gái, cười nói, ta từng nhìn thấy ngươi, ngươi là đội trưởng tiểu đội thám hiểm. Cô gái khẽ cười, đúng vậy, ở hệ Ngân Hà, ta tên là Khâu Kính, Diệp công tử cứ gọi ta Tiểu Kính là được. Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Kính cô nương, người nói người phát hiện ra một di tích không biết của thời đại nào. Cô gái gật đầu, nàng ấy quay người chỉ về phía xa, chính là tòa thành kia. Nhưng, chúng ta không dám lại gần tòa thành đó, bởi vì quá quỷ dị. Quỷ dị, Diệp Huyên nhìn tòa thành kia, thần thức hẳn vừa đến trực tiếp quét qua, thế nhưng, thần thức vừa đến trước tòa thành đã biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày. Đúng là quỷ dị. Lúc này, Tiểu Kính bỗng nói, Diệp công tử, nếu ngươi đã đến, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn Tiểu Kính, không cùng đi vào xem sao. Tiểu Kính lắc đầu, không, nhiệm vụ của chúng tôi là thăm dò vũ trụ chưa biết, nếu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm thì tuyệt đối không thể bước vào. Diệp Huyên nhíu mày, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Kính gật đầu, đúng vậy, mức độ nguy hiểm chia thành các cấp bậc, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 10. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, rất nguy hiểm. Tiểu Kính gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên thấp giọng nói, nguy hiểm này, làm sao mọi người phán đoán được? Tiểu Kính nói, cảm giác, sau đó là tính toán. Diệp Huyên hỏi, chuẩn không? Tiểu Kính gật đầu, rất chuẩn. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Kính khẽ thi lễ, Diệp công tử, chúng ta rất bận, nên không ở lại đây nữa. Cáo từ. Nói xong, nàng ấy lập tức quay người biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Diệp Huyên nhìn tinh không sâu thẳm, Tiểu Kính này đi thật rồi. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, hắn quay người đi về phía tòa thành cổ kia. Đến cũng đến rồi, đương nhiên không thể cứ quay về vậy được. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng rất tự tin với thực lực bản thân. Không lâu sau, Diệp Huyên đi đến trước tòa thành cổ kia, hắn quan sát cổng thành. Đây chính là một thành chỉ bỏ hoang, cả tòa thành đã dần mục nát, cổng thành đã biến mất không thấy, xung quanh tường thành mọc đầy cỏ dại, vừa nhìn đã giống như một thành ma rồi. Diệp Huyên xòe tay, tiểu bút và tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp chần chừ, rồi nói, tiểu chủ, người muốn làm gì? Diệp Huyên khẽ cười, để các ngươi có cảm giác tồn tại chút. Nói rồi, hắn trực tiếp ném vào trong thành. Tiểu tháp. Tiểu bút. Diệp Huyên nhìn trong thành, yên lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, âm thanh tiểu tháp bỗng vang lên trong thành, tiểu chủ, bên trong rất an toàn, người vào đi. Diệp Huyên chớp mắt, tiểu tháp, có phải ngươi bị uy hiếp rồi không? Tiểu tháp im lặng. Ngay lúc này, một tiếng thét thảm thương bỗng vang lên trong thành, sau đó, một luồng sáng vàng lập tức bay ra. Chính là tiểu tháp. Tiểu tháp trực tiếp bay đi mấy vạn trượng. Sau đó đập mạnh vào vùng thời không kia. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó quay người nhìn trong thành, lúc này, một cây bút từ trong thành phóng lên trời, nhưng sau đó, cây bút lập tức vỡ vụn, tiếp đó, một luồng sáng đen bay ra. Chính là bút đại đạo. Bút đại đạo tốt hơn so với tiểu tháp một chút, bay chừng vạn trượng thì dừng lại, nhưng, khi nó dừng lại,
lập tức run rẩy không thôi, trông dáng vẻ như rất đau. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp và bút đại đạo, không thể khôn nói, về mặt chịu đòn, vẫn là tiểu tháp hơn một bậc, không hổ đã được Thanh Nhi cải tạo. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên vội quan tâm nói, các ngươi không sao chứ? Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, người chơi như vậy sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiểu tháp, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ đi, đã lâu lắm rồi, ngươi càng lúc càng không có cảm giác tồn tại. Trực giác nói cho ta biết, ngươi được chủ nhân bút đại đạo sắp xếp rồi. Vì vậy, ta nghĩ, nhất định phải để ngươi có cảm giác tồn tại. Tiểu tháp im lặng một lúc, rồi nói, tiểu chủ, ta biết ngươi từ nhỏ đã không dễ dàng rồi, chuyện này ít nhiều cũng khiến ngươi có chút ám ảnh, ta nói cho ngươi, ngươi như vậy là không được. Chúng ta trải qua bao nhiêu hoạn nạn, người đối với ta như vậy, người không sợ ta thất vọng sao? Người! Diệp Huyên bỗng lên tiếng, lần sau có cần Thanh Nhi cải tạo ngươi nữa không đây, chậc, phiền não thật. Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiểu chủ, lần sau nếu có chuyện như thế này, có thể để tiểu bút đi làm. Bút đại đạo thấp giọng nói, tiểu tháp, ngươi hay quá nhỉ. Lúc mâu thuẫn không giải quyết được thì ngươi đẩy mâu thuẫn đi, nói thật. Lúc trước sao ta không phát hiện ngươi lại ưu tú đến vậy nhỉ? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, tiểu bút, ta và tiểu chủ cùng trải qua hoạn nạn. Trước kia, thiếu chút nữa ta đã chết vì tiểu chủ đấy, ngươi thì sao? Bút đại đạo im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, mặc kệ tiểu chủ đối với ta thế nào, ngươi cũng là tiểu chủ của tiểu tháp, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, đời này tiểu tháp ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa vì tiểu chủ, cho dù tiểu chủ muốn lợi dụng ta. Vậy tiểu tháp ta cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hận. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, tên này bây giờ nói chuyện cũng học cái thói kỳ quái rồi. Bút đại đạo đang định nói thì tiểu tháp bỗng nói, tiểu bút, hỏi ngươi một vấn đề, nếu một ngày tiểu chủ và chủ nhân ngươi đánh một trận sinh tử, ngươi giúp ai? Khiêu chiến. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, tiểu tháp này càng lúc càng hư rồi. Nhưng, hắn vẫn nhìn sang bút đại đạo. Bút đại đạo không nói gì. Tiểu tháp bỗng nói, ha ha. Diệp Huyên cười nói, tiểu bút, nói đi, có phải trong thành có một cao thủ tuyệt thế không? Hơn nữa, cao thủ tuyệt thế này còn là một cô gái rất xinh đẹp. Tiểu bút im lặng một lúc rồi nói, sao người biết? Diệp Huyên cười nói, chiêu này, ta cũng biết, ha ha. Tiểu bút. Diệp Huyên đi về phía thành trì bỏ hoang kia, vừa vào thành. Hắn lập tức nhận thấy được hơi thở âm u và lạnh lẽo. Diệp Huyên nhìn về phía con đường, ở đó có một cô gái đang đứng. Cô gái này mặc váy, tóc dài xõa vai, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân lộ ra sự quỷ dị. Hai bên của con đường là những kiến trúc đã mục nát. Đúng lúc này, tay phải cô gái kia đột nhiên mở ra, rồi lập tức nắm chặt. Bùm! Trong khoảnh khắc, tình cảnh trước mặt Diệp Huyên biến ảo, qua giây lát. Người đã xuất hiện trong tinh không. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt từ từ nhắm chặt, lúc này, hắn vẫn còn đang ở trong thành. Vèo. Thời không trước mặt hắn chợt vỡ ra, một tia sáng đánh tới. Ngón tay cái của tay trái Diệp Huyên nhẹ nhàng điểm một cái. Ong. Nương theo tiếng kiếm, một thanh phi kiếm phóng lên trời. Bù. Cả tinh không trực tiếp bị xé rách như trang giấy vừa bị bổ đôi. Ảo cảnh tức khắc tan thành mây khói. Trên đường phố, Diệp Huyên nhìn cô gái váy bố phía xa xa kia, nàng ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn, tâm sự không. Diệp Huyên không nói gì. Đánh thắng được thì quất, không đánh lại thì trò chuyện à. Cô gái váy bố chợt quay người rời đi. Diệp Huyên có chút do dự, cuối cùng vẫn đi theo, hắn đi song song với đối phương. Mà cô gái cũng không còn ra tay nữa. Một kiếm kia của Diệp Huyên cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. Mà nàng ta thì không thể đảm bảo mình sẽ thắng. Diệp Huyên lên tiếng, cô nương, xưng hô sao đây? Cô gái vẫn vô cảm, không nói lời nào. Diệp Huyên liếc nhìn đối phương rồi cười, ta tên Diệp Huyên. Cô gái vẫn im lặng. Diệp Huyên chợt dừng bước, nhìn chung quanh, trong lòng thầm thì, tiểu bút. Ngươi có thể cảm nhận được bảo vật gì trong này không? Tiểu bút trầm giọng đáp, ta không có chức năng dò tìm bảo vật. Diệp Huyên không nói gì, hừ, tên bất tài. Tiểu tháp đột nhiên lên tiếng, tiểu chủ,
người cảm thấy cô nương này thế nào? Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái váy bố ở phía xa, đánh giá một chút rồi cười, dáng người khá đấy. Tiểu Tháp im lặng một lát, ta hỏi người về cái này sao? Diệp Huyên đen mặt, vậy ngươi hỏi về cái gì? Tiểu Tháp, ta muốn hỏi về thực lực nàng ta. Diệp Huyên trợn mắt, thế sao không hỏi rõ ra? Tiểu Tháp trầm giọng, làm sao ta biết trong đầu tiểu chủ toàn là chủ đề kia? Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói tiếp, tiểu chủ, người muốn biết nơi này có thứ gì quý thì cứ trực tiếp hỏi nàng ta là được. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái kia, ta cảm thấy cô nương không mấy thích đàn ông đâu. Tiểu Tháp khó hiểu, sao người lại nói thế? Diệp Huyên chân thành, có thể lạnh lùng và điềm tĩnh như thế khi đối mặt với ta thì chỉ còn một cách giải thích là nàng ta không có hứng thú với đàn ông. Tiểu Tháp im lặng một lát, người thích là được. Diệp Huyên. Đúng lúc này, cô gái váy bố chợt dừng lại, xoay người nhìn Diệp Huyên, người tu luyện đại đạo thần kinh. Vẻ mặt Diệp Huyên bình thản, hắn không nói gì. Cô gái váy bố nhíu mày, sao ngươi không nói lời nào? Diệp Huyên nhìn cô gái váy bố, vẫn im ri. Cô gái váy bố nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý gì đây? Diệp Huyên cười, chẳng phải ta đang bắt chước cô à? Nói xong, hắn xoay người đi về một phía. Mẹ kiếp! Cô nghĩ mình là ai? Mắc gì ông đây phải chiều theo ý cô? Hắn luôn cho rằng tôn trọng phải xuất phát từ hai bên, ngươi tôn trọng ta, ta sẽ khiêm tốn thành thật, ngươi không tôn trọng ta, ông đây sẽ kiêu căng hơn ngươi gấp trăm lần. Thấy Diệp Huyên rời đi, sắc mặt cô gái váy bố lạnh xuống. Nhưng nàng ta không hề động thủ. Xa xa, Diệp Huyên cũng không để ý tới cô gái váy bố, hắn dạo một vòng, cuối cùng đi tới trước một ngôi chùa cổ xưa. Chung quanh nơi này đều hoang vu nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tụng kinh trong ngôi chùa này. Có người. Diệp Huyên đi về phía chùa, sau khi vào trong, một nhà sư xuất hiện trước mặt hắn, ngồi cách đó không xa, miệng đang tụng kinh. Lúc này, cô gái váy bố cũng đã vào trong. Cô gái váy bố thấy Diệp Huyên thì ra lệnh đi. Diệp Huyên quay đầu, liếc mắt đối phương, đừng nói chuyện kiểu đó với ta, bằng không cô tự gánh hậu quả đấy. Nghe hắn nói, cô gái váy bố híp mắt, bên trong lóe lên sát ý, mà lúc này... Diệp Huyên chợt lên tiếng, xin cảnh cáo một cách hòa bình là nếu cô dám ra tay, thần cũng chẳng cứu nổi cô đâu. Tay phải cô gái váy bố nắm chặt, lúc ấy, nhà sư cũng đột nhiên ngừng niệm kinh, ngôn nhi. Cô gái váy bố nhìn nhà sư từ từ đứng dậy, xoay thân cười nói với Diệp Huyên, không biết nên xưng hô với thí chủ thế nào. Diệp Huyên cười, Diệp Huyên. Nhà sư chắp tay trước ngực Diệp công tử cũng không đơn giản nhỉ. Diệp Huyên nhìn đối phương, đại sư, chỗ này là... Nhà sư đáp, cổ phổ tự. Diệp Huyên nhíu mày, cổ phổ tự. Nhà sư gật đầu, Diệp công tử chắc không biết nghìn vạn năm trước, nơi này đã rất thịnh vượng nhưng sau đó lại dần xuống dốc. Diệp Huyên do dự rồi nói, đại sư, ở đây có bảo vật gì à? Nghe thế, nhà sư cười một cái, hóa ra Diệp công tử tới vì tài vật của cổ phổ tự. Diệp Huyên cũng cười. Không dám giấu giếm, bây giờ ta đang rất nghèo. Nhà sư hơi chần chờ, Diệp công tử, nếu nghiêm túc suy xét thì ta cũng chưa được coi là người của cổ phổ tự nên ta không thể giao tài vật của chùa cho công tử. Diệp Huyên nói, không sao, ông nói cho ta biết nó ở đâu, tự ta qua đó. Nhà sư im lặng. Cô gái váy bố ở bên cạnh liếc mắt Diệp Huyên, người không nghe hiểu tiếng người à? Diệp Huyên đột nhiên quay phát lại. Mạnh mẽ rút kiếm ra chém. Kiếm quang bùng nổ, quét qua mọi thứ. Đồng tử cô gái váy bố co rụt, tay vừa nâng lên, một luồng sáng đen lao ra từ trong tay nàng ta. Bùm! Ánh sáng đen vỡ ra, cô gái váy bố bay ngược ra ngoài chùa, văng xa nghìn trượng. Sau khi cô gái váy bố dừng lại, cánh tay phải nàng ta đã vỡ vụn, máu tươi tuôn trào. Cô gái váy bố ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Trong mắt kinh hãi, ngươi là ngoại trật tự. Trước đó, nàng ta cũng không nghĩ Diệp Huyên là ngoại trật tự vì hắn đã che lấp khí thức và cảnh giới của mình, người thường không thể phát hiện cảnh giới thật. Diệp Huyên lạnh lùng liếc đối phương, lần sau nói chuyện với ta thì lịch sự một chút. Nhớ kỹ, đây là lần cuối ta cảnh cáo cô. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt cô gái váy bố trở nên khó nhìn. Mà lần này,
nàng ta không dám trả treo nữa. Diệp Huyên nói xong, hắn quay sang nhìn nhà sư, đại sư, ta đến vì tài vật, nếu đại sư là người của Cổ Phổ Tự, tài vật này tất nhiên là của ông, Diệp Huyên ta sẽ không đụng tới, dù gì cướp bóc cũng không phải là phong cách của ta nhưng vừa rồi đại sư cũng đã nói mình không phải người của Cổ Phổ Tự, thế nên... Nói xong hắn mỉm cười thi lễ, mong đại sư báo cho. Nhà sư liếc mắt thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, thí chủ quá đáng rồi. Diệp Huyên cười hỏi, đại sư muốn dạy ta làm người sao? Nhà sư lắc đầu, thí chủ, người quá tàn bạo, không tốt cho bản thân đâu. Diệp Huyên cười đáp, đại sư, vừa rồi nàng kia nói năng lỗ mãng thì sao ông không nhắc nhở? Nhà sư im lặng. Diệp Huyên, thật ra đại sư cũng chỉ có ý tốt, ta biết, nhưng đại sư quên một việc rồi, đó là nhân quả. Vì cớ gì mà ta lại ra tay? Đại sư chỉ thấy ta động thủ, thấy ta tàn bạo mà không thấy nguyên nhân khiến ta như thế. Cũng không đúng, đại sư thấy mà nhưng lại mù có chọn lọc. Nói tới đây, đại sư, ông tu Phật như thế à? Hay là Phật ông tu có tiêu chuẩn kép? Nhà sư vẫn im lặng. Diệp Huyên cười, đại sư, ông biết nhân từ là gì không? Biết cái chi là lương thiện không? Nếu ông không biết, ta có thể nói cho ông nghe, thứ nhất, khi nàng lộ sát ý đối với ta, ta đã có thể trực tiếp giết đối phương, nàng ta có sát niệm đối với ta, như thế nghĩa là gì? Nghĩa là nếu thực lực nàng ta có thể thì nàng ta nhất định sẽ giết ta. Trong tình huống này, ta giết nàng ta chắc không phải chuyện quá đáng nhỉ? Ta cảm thấy không quá đáng. Nhưng mà ta lại không giết nàng ta, chỉ chặt đứt một cánh tay, trong mắt ta cảm thấy mình như thế là rất nhân từ rồi. Thú thật, nếu nàng ta gặp cha ta cảm thấy đại sư cũng chẳng sống nói đâu. Người đàn ông áo xanh. Nói xong, Diệp Huyên nhìn chung quanh, lòng bàn tay mở ra tiểu hồn. Kiếm Thanh Huyên mang theo vỏ kiếm bay tới. Một lát sau, tiểu hồn nhắm vào tượng Phật tiểu chủ, trong này cất giấu một linh hồn. Diệp Huyên nhìn tượng Phật, chắp tay trước ngực, các hạ ra mặt đi. Lúc này, tượng Phật mở bừng mắt, giây sau, một hòa thượng mặc cà sau từ từ đi ra. Thấy hòa thượng kia, đại sư trước mặt Diệp Huyên biến sắc, vội chắp tay trước ngực, ra mắt Liễu Không Phương trưởng. Liễu Không gật đầu rồi nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử đã từng tu hành Phật hiệu chưa? Diệp Huyên, từng tu tập một khoảng thời gian. Liễu Không cười hỏi, tại sao không tu tiếp? Diệp Huyên nghĩ rồi đáp, không có lợi lộc gì thì ai tu nữa. Nghe thế, đại sư sửng sốt. Nụ cười của Liễu Không cứng đờ, sau đó ông ta lắc đầu, Diệp công tử, tu Phật là tu thân, đây chính là lợi lớn nhất. Diệp Huyên cũng nghĩ rồi nói, phương trưởng, hay chúng ta nói về cái khác đi. Liễu Không, Diệp công tử, nếu ngươi bằng lòng gia nhập Phật môn, tài sản Cổ Phổ Tự đều là của ngươi. Diệp Huyên nhìn Liễu Không, thật sao? Liễu Không gật đầu, người xuất gia không nói dối. Chỉ cần ngươi bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của Cổ Phổ Tự, mọi thứ của Cổ Phổ Tự đều là của ngươi, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, ta bằng lòng. Liễu Không sửng sốt. Diệp Huyên chân thành nói, ta rất bằng lòng. Liễu Không lại do dự, ngươi không suy xét một chút sao? Diệp Huyên lắc đầu, không cần, ta bằng lòng lập tức gia nhập Cổ Phổ Tự. Liễu Không trầm mặc một hồi, Diệp công tử, ngươi nói thật đi, có phải ngươi muốn lừa lấy truyền thừa trước không? Diệp Huyên, bị phát hiện rồi sao? Diệp Huyên cũng không xấu hổ, dù gì khi mình không xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ. Thứ gọi là ra mặt, đối với Diệp Huyên, có cũng được, không cũng chẳng sao. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối, ông còn muốn yêu cầu ta xây dựng lại Cổ Phổ Tự sao? Liễu Không gật đầu. Diệp Huyên thấy thế thì nói, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối còn sống không? Liễu Không lắc đầu cười, nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ, còn có chút không cam tâm, thân chết đạo tiêu. Diệp Huyên lại hỏi, dù là thân chết đạo tiêu, phương trưởng vẫn không buông bỏ được sao? Liễu Không sửng sốt. Diệp Huyên chắp tay trước ngực, chân thành nói, người xuất gia, mọi thứ đều là hư vô. Đại sư! Ông tên Liễu Không, đây là danh hiệu mà sư phụ ông lấy cho sao? Vậy xin hỏi, đại sư có làm được như vậy không? Liễu Không siết chặt tay, tạo thành chữ thập rồi không nói lời nào. Diệp Huyên tiếp tục, đại sư, Cổ Phổ Tự đã là quá khứ,
ta không biết ngày xưa cổ phổ tự thế nào nhưng giờ ta chỉ biết nó không còn tồn tại. Xưa tới nay, thủy triều lên rồi xuống, hoa nở rồi tàn, đây là quy luật vũ trụ, đại sư cần gì phải cố chấp. Tu Phật là tu tại thân, đại sư có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng sao? Liễu không im lặng một lát, Diệp công tử, người chỉ muốn lấy truyền thừa cổ phổ tự chứ không muốn làm, đúng chứ? Bị nói trúng tim đen rồi. Diệp Huyên cười khẽ, thản nhiên nói, đại sư, ta chưa từng che giấu ý nghĩ này từ lúc mới gặp ông, ta có thể đối mặt với lòng mình, ông có thể chứ? Ví như hiện tại, ông đừng quan tâm ta có mục đích gì, ta chỉ muốn hỏi ông, lời ta là đúng hay sai? Liễu không thấp giọng thở dài. Diệp Huyên, đại sư, dù đã xuất gia nhưng ông lại chưa từng chân chính buông bỏ chấp niệm. Tới khi chết, ông cũng chẳng thể để mọi thứ tan theo cát bụi mà vẫn lưu lại một tia thần hồn ở nơi đây. Đại sư, đây là chấp niệm của ông. Có chấp niệm cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là không dám đối mặt với chấp niệm của bản thân. Tu Phật, mục đích là gì? Là để thấy được cái tôi chân chính. Vấn đề lớn nhất của người chính không nhìn rõ bản thân, đại sư lại không thể đối diện với chấp niệm trong lòng. Nếu nói nghiêm trọng hơn thì thật ra đây không còn là chấp niệm, đây đã là nhập ma. Nhập ma. Nghe vậy, Liễu không lắc đầu cười, Diệp công tử, ta phải thừa nhận rằng ngươi nói rất có lý. Nhưng, nói tới đây, ông ta thay đổi câu chuyện, cổ phổ tự truyền thừa nghìn vạn năm, tới đời ta, cổ phổ tự lại xảy ra biến cố khiến cho truyền thừa của chùa bị gián đoạn. Chùa ta có trăm vạn cuốn kinh Phật, phần lớn trong số đó đều do các đời cao tăng cổ phổ tự dốc hết tâm can để sáng tạo. Nếu không truyền xuống dưới, công sức và tâm huyết này sẽ trôi về biển đông, biến mất trong dòng chảy thời gian. Ta muốn cho truyền thừa của cổ phổ tự tiếp tục, để Phật Pháp cổ phổ tự phổ độ chúng sinh. Nếu đây là chấp niệm thì chấp niệm này có gì sai? Nói xong, ông ta chắp tay trước ngực, nếu chấp niệm này khiến lão nạp rơi vào địa ngục, lão nạp cũng không oán không hối hận. Diệp Huyên trầm mặc, đại sư này không dễ gạt rồi. Tiểu Tháp cười ha hả, tiểu chủ, người ta không dễ lừa vậy đâu. Diệp Huyên cười, đại sư, ta có mở một thư viện, trong thư viện của ta còn thiếu một Phật viện, nếu ông không chê, ta có thể đưa trăm vạn cuốn kinh Phật của cổ phổ tự tới thư viện của ta, hơn nữa còn chọn ra một người tiếp nhận truyền thừa Phật Pháp cổ phổ tự, để người này làm rạng rỡ Phật hiệu của cổ phổ tự. Liễu không có chút do dự, thư viện à? Diệp Huyên gật đầu. Liễu không nhìn Diệp Huyên, Diệp thí chủ, thư viện này lớn không? Diệp Huyên phất tay áo. Khí tức bản thân lập tức lộ ra. Liễu không sửng sốt, đây là ngoại trật tự. Diệp Huyên gật đầu, thư viện Quan Huyên ta đã thống trị vô số vũ trụ lớn nhỏ, tương lai sẽ càng nhiều hơn. Liễu không chắp tay thi lễ, trong lòng lại chấn động, là lão nạp có mắt không tròng. Ngoại trật tự. Diệp công tử làm ra vẻ này lại là một kẻ cấp tiến. Diệp Huyên cười nói, đại sư, nếu Phật lý cổ phổ tự tốt, ta sẽ thu vào thư viện Quan Huyên, hơn nữa còn sẽ cử ra một nhóm người đi tìm nhân tài cho ông để phát triển giáo lý của cổ phổ tự. Đương nhiên, nếu chỉ là bình thường thì ta sẽ không muốn. Liễu không mỉm cười, Diệp công tử, người chờ ở đây. Nói xong, ông ta xoay người, mặc niệm kinh Phật, rất nhanh, một lốc xoáy xuất hiện trước mặt ông ta, bên trong là vô số kinh Phật, trừ kinh Phật thì còn có vô số đạo tinh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua. Số đạo tinh này ít nhất cũng phải 2 tỷ. Không ít. Phải biết rằng, trừ đạo tinh, trong này còn có rất nhiều thần vật của cổ phổ tự, nếu bán đi đống đồ này thì chắc chắn có thể đổi được không ít đạo tinh. Liễu không nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là toàn bộ của cổ phổ tự, chúng đều thuộc về ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau khi trở về, ta sẽ mở một Phật viện rồi thay ông tìm kiếm người thừa kế Phật Pháp. Liễu không cười nói, Diệp công tử, thật ra ngươi cũng rất hợp tu Phật, ngươi không nghĩ lại sao? Diệp Huyên, đại sư, ta chỉ là một tục nhân. Liễu không thở dài trong lòng, thầm than đáng tiếc. Không thể không nói, ông ta thật sự coi trọng Diệp Huyên. Tên này nhóc này có đầu óc nhanh nhạy, quan trọng là thực lực rất mạnh. Nếu để hắn kế thừa cổ phổ tự, trong tương lai, cổ phổ tự sẽ trở nên huy hoàng. Đáng tiếc. Lúc này, Diệp Huyên đã cất toàn bộ đồ trong lốc xoáy đi. Liễu không thu hồi suy nghĩ, Diệp công tử, đây còn là một phần nhân quả. Nụ cười của Diệp Huyên cứng đờ,
hắn nói, có vấn đề vì sao? Liễu không gật đầu, nhìn về phía cô gái cụt tay phía xa, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái vay bố, cổ phổ tự diệt vong có liên quan tới nàng ta. Liễu không gật đầu, phải. Ông ta khẽ thở dài. Lúc này, nhà sư bên cạnh cũng chắp tay trước ngực, phương trưởng, xin lỗi. Liễu không nhìn thoáng qua nhà sư, ánh mắt cũng phức tạp vô cùng, đây cũng là một kiếp của cổ phổ tự ta. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, nàng có lai lịch không hề đơn giản, nếu ngươi muốn mang theo truyền thừa của cổ phổ tự thì sẽ có họa lớn, ngươi nên nghĩ kỹ về điều này. Diệp Huyên cười nói, không sao. Liễu không nhìn chằm chằm Diệp Huyên rồi mới gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyên có chút tò mò, có thể tiết lộ cho ta biết cổ phổ tự bị diệt môn vì chuyện gì không? Liễu không liếc mắt nhà sư kế bên rồi nói, năm đó hắn tới xuất gia ở cổ phổ tự ta, chúng ta đồng ý. Nhưng chẳng ngờ được việc này lại mang tới đại họa. Sau đó, ông ta nhìn cô gái cụt tay đằng xa lần nữa, nàng ta tới từ thượng thiên giới. Diệp Huyên nhíu mày, thượng thiên giới. Liễu không nhìn Diệp Huyên, ngạc nhiên hỏi, ngươi chưa từng nghe tới nó sao? Diệp Huyên gật đầu, chưa từng. Vẻ mặt Liễu không vừa phức tạp vừa kỳ quái, Diệp công tử, với thân phận và thực lực của ngươi thì sao có thể chưa từng nghe tới thượng thiên giới? Diệp Huyên, so với Thái Sơ tộc thì thế nào? Liễu không trầm giọng đáp, ta từng nghe về Thái Sơ tộc, nhưng không biết thực lực của họ. Diệp Huyên hỏi tiếp, quá khứ tông thì sao? Liễu không đang cười thì khóe miệng cứng đờ, quá khứ tông xuất hiện rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Liễu không trầm giọng, thực lực quá khứ tông mạnh mẽ, trong ghi chép của cổ phổ tự, tông môn này không hề đơn giản, sau lưng còn có một sự tồn tại khủng bố. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử là người quá khứ tông đó sao? Diệp Huyên lắc đầu. Thấy thế, Liễu không lại hơi ngạc nhiên. Diệp Huyên cười, ta không phải người quá khứ tông nhưng ta từng đánh nhau với họ vài lần. Liễu không kinh ngạc, từng đánh nhau vài lần. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên, sao thế? Liễu không lắc đầu cười, ta có chút bất ngờ. Tiền bối, nói tiếp chuyện của các người đi. Liễu không nhìn thoáng qua cô gái kia lần nữa, bọn họ vốn là thanh mai trúc mã. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng sau này. Nói rồi ông ta lại lắc đầu, dù sao thì sau khi Tông Hoa khám phá Hồng Trần, hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc sống thì quyết định xuất gia. Nhưng chúng ta không ngờ được là hắn lại chưa cắt đứt duyên trần, vì vậy cô nương kia dẫn người tới đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng cổ phổ tự đánh không lại, sau đó thì thế này. Nhà sư ở kế bên quỳ rạp xuống, tay chắp trước ngực, miệng không ngừng niệm kinh như đang sám hối. Liễu không thở dài thườn thượt. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái cụt tay, đối phương cũng nhìn hắn, ngươi cho rằng mình đánh nhau giỏi lắm à? Miệng Diệp Huyên cứng đờ, sao nào? Cô gái cụt tay nhìn chằm chằm hắn, hôm nay, ngươi dám tiếp nhận nhân quả này, ngày sau, kết cục của ngươi sẽ giống cổ phổ tự, toàn tộc bị diệt sạch. Diệp Huyên suy tư, toàn tộc á? Cô gái cụt tay nhìn Diệp Huyên, phải. Hắn cười, cô nương. Nghe ta khuyên một câu đi, đừng kêu gia tộc cô tới tìm ta gây sự, ta giống cô thôi, là đời thứ hai, mà cùng vai cùng vế thì gây khó nhau làm gì. Cô gái cười lạnh, trong nụ cười còn có sự trào phúng. Diệp Huyên lắc đầu rồi nhìn Liễu không, đại sư, ta đi nhé. Liễu không do dự rồi nói, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, xoay thân rời đi. Liễu không đột ngột lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông ta, chuyện gì? Liễu không nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Diệp công tử, nhân quả này, người thật sự gánh nổi sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, nếu ta không gánh nổi thì để muội muội ta gánh. Sau đó hắn xoay người rời đi. Muội muội gánh. Liễu không sửng sốt. Một lát sau, ông ta chắp tay trước ngực rồi biến mất. Trong điện khôi phục sự yên tĩnh. Nhà sư đang quỳ bỗng gọi một tiếng, Ngôn Nhi. Cô gái cụt tay khựng lại. Nhà sư nhìn nàng ta, chẳng lẽ nàng còn chưa chịu thu tay sao? Cô gái lạnh như băng hỏi lại, thu tay? Sao ta có thể thu tay đây? Nhà sư nhìn cô gái, trên mặt là biểu cảm bất đắc dĩ, nhiều năm đã trôi qua như thế,
nàng còn muốn ta làm sao nữa? Cô gái tức giận nói, vì sao chàng không chịu tha thứ cho ta? Năm đó ta ngoại tình là ta sai nhưng chẳng phải ta giết kẻ đó rồi à? Tại sao chàng vẫn không chịu tha thứ cho ta mà còn muốn bỏ nhà ra đi? Vì sao thế? Còn nữa, bỏ sự thật qua một bên, trong chuyện ta ngoại tình, chẳng lẽ chàng không có lỗi ư? Ở cửa ra vào, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô gái cụt tay. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một câu, trời má. Diệp Huyên nghe thấy lời này thì thế giới quan vỡ nát. Cái quỷ gì thế? Cô gái cụt tay nhìn chằm chằm nhà sư, điên cuồng gào thét, ta chỉ ngoại tình một lần thôi, vì sao chàng không thể tha thứ cho ta? Vì sao? Trước cửa Phật môn, nhà sư chắp tay trước ngực, ngôn nhi, ta đã tha thứ cho nàng. Cô gái cụt tay vẫn tức giận hét, đó mà là tha thứ sao, nếu chàng thật sự tha thứ thì hoàn tục, theo ta về đi. Nhà sư lắc đầu, tâm ta đã dành cho Phật. Vẻ mặt cô gái cụt tay dần trở nên dữ tợn, cổ phổ tự đã bị diệt. Nàng ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên bên kia, hắn cũng sẽ bị diệt tộc vì chàng. Diệp Huyên. Nhà sư thấp giọng thở dài, ngôn nhi, vị công tử này không thể so với cổ phổ tự, hắn không phải kẻ tầm thường, nàng đừng trêu vào, nếu không sẽ gây họa. Sắc mặt cô gái cụt tay lạnh lẽo, chàng cảm thấy thượng thiên giới sẽ sợ sao. Nhà sư chắp tay khó xử. Cô gái cụt tay nhìn chằm chằm nhà sư, theo ta về, ta tha cho hắn, để hắn mang theo truyền thừa đi, để cổ phổ tự này còn có hương khói, bằng không. Nàng ta lại chỉ vào Diệp Huyên, ta giết hắn, diệt cả nhà hắn. Nàng ta vừa nói xong thì một tia kiếm quang chém tới. Cô gái cụt tay biến sắc, mạnh mẽ xoay người, tay trái giơ lên đỡ. Vèo. Một tia máu tươi bắn ra, cô gái kia bay ra ngoài, màu đỏ vương vãi mặt đất, vô cùng đẫm máu. Diệp Huyên nhìn cô gái mang sắc mặt tái nhợt, chẳng phải ta đã nể nang nhắc nhở cô rồi à? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tuy bị đứt một tay nhưng vẫn không sợ hãi, người kiêu ngạo lắm đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, sao ta bằng ngươi được, hở ra là diệt cả nhà người ta. Đúng lúc này, nhà sư lên tiếng, ngôn nhi, vị công tử này không phải người thường, nàng đừng đối đầu với người ta, bằng không sẽ làm liên lụy gia tộc. Diệp Huyên nhìn nhà sư rồi không nói gì. Lúc này, cô gái hung hăng hỏi, chỉ dựa vào hắn. Một lá bùa bay ra từ trong thân nàng ta. Phải gọi người thôi. Diệp Huyên đột nhiên điểm tay một cái. Xoẹt, lá bùa trực tiếp bị vỡ vụn, kiếm Thanh Huyên cũng đâm thủng ấn đường cô gái. Bùm, cô gái cứng đờ tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn Diệp Huyên, ngươi. Ngươi dám giết ta. Diệp Huyên nhíu mày, không ngờ nhỉ, chẳng lẽ ngươi luôn cho rằng ta không dám giết ngươi. Cô gái hoảng sợ, chẳng lẽ ngươi không biết thượng thiên giới sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên không nói gì, cô ta ngẩn ra. Tên trước mắt lại không biết thượng thiên giới. Đây là con dế nhũi chui ra từ đâu? Diệp Huyên nhìn hai người một cái, lắc đầu rồi rời đi. Linh hồn cô gái ngày một mở dần. Lúc này cô gái quay sang nhìn nhà sư thì chắp tay, im lặng. Nàng ta nhìn nhà sư, cười thảm, ban đầu là ta sai, ta không nên ăn chén còn ngó trông nồi, phát sinh quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng chẳng lẽ chàng thật sự không sai sao? Nếu không phải chàng bế quan tu luyện lâu như vậy, sao ta có thể đi tìm người đàn ông khác? Nếu không phải chàng chẳng màng tới ta, sao ta lại diệt cả nhà chàng? Nhà sư vẫn chắp tay im lặng. Phía xa, Diệp Huyên lại không nhịn được mà quay đầu liếc cô gái kia, giờ phút này. Hắn cảm thấy nàng ta quá đáng sợ. Diệp Huyên lắc đầu rồi đi mất. Hắn thật sự không muốn quan tâm yêu hận tình thù gì của hai người này. Thấy Diệp Huyên bỏ đi, nhà sư ngẩng đầu nhìn theo hướng đó. Lúc này, cô gái vẫn nói, chàng vẫn không thèm nhìn ta lấy một cái sao. Linh hồn nàng ta đã mở đi rất nhiều, nếu không có chấp niệm chống đỡ, sợ là đã tan biến mất rồi. Nhà sư nhắm mặt. Không nhìn là không nhìn. Ánh mắt cô gái trở nên đầy oán hận, rất nhanh, nàng ta đã tan biến. Nhà sư chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài, quỳ trước tượng Phật mà lẩm bẩm, rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì thế này? Tượng Phật.
Ra khỏi thành, môi Diệp Huyên hơi cong, thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là đống kinh Phật kia, toàn bộ đều có giá trị nghiên cứu cực lớn, ngoài ra còn có các loại tâm pháp tu luyện và thần thông nhà Phật. Mở một Phật viện. Vậy trước hết tìm một hòa thượng đã. Tăng Vô. Diệp Huyên nghĩ tới người này, cảm thấy chọn lựa này không tệ. Hòa thượng này cũng rất biết điều. Đúng lúc này, trên đầu hắn chấn động, một lốc xoáy xuất hiện, bóng người bước ra, mỗi một bước làm cả không trung chấn động như đá rơi vào mặt hồ. Địa chi cảnh. Không thể không nói, cao thủ địa chi cảnh vẫn khá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể làm rung chuyển đất trời. Bóng người đi ta rồi nhìn xuống Diệp Huyên, là ngươi giết người thượng tộc ta. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, không phục à. Bóng người sửng sốt. Sao tên này kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ mình trông không giống cao thủ sao? Bóng người còn muốn nói gì đó, tâm niệm Diệp Huyên vừa động, kiếm ý nhân gian phóng lên trời, không trung bị xé rách, tốc độ cực nhanh. Bóng người còn chưa kịp phản ứng là đã bị một kiếm này xuyên thủng ấn đường. Bùm! Bóng người tan biến. Diệp Huyên thu mắt, yếu nhất. Nói xong hắn ngồi xếp bắt đầu nghiên cứu kinh Phật. Tu Phật, tu tại thân, kinh văn của các cao tăng vẫn rất có tác dụng. Mà hiện tại, điều hắn cần chính là tu tập từ nhiều nguồn, mở ra một con đường mới. Dù sao bây giờ hắn cũng đã là ngoại trật tự, muốn nâng cao thêm thì chỉ có thể dựa vào chính mình, sáng tạo ra cảnh giới mới. Hắn không có con đường bên trong như chủ nhân bút đại đạo. Tự dưng sáng tạo ra cảnh giới là chuyện không thể, hiện tại hắn phải học rồi mới sáng tạo. Mà những thần thông của nhà Phật đang được hắn nghiên cứu sẽ là lấy dư bù thiếu, nhưng hắn không luyện, hắn chỉ luyện kiếm đạo mà thôi. Trở về bản chất. Kiếm tu. Cổ Phổ Tự này có phương pháp tu luyện thân thể mạnh mẽ, so với cổ thể, chỉ mạnh hơn mà thôi, nhưng hắn vẫn không luyện. Phòng thủ kiên cố nhất là tấn công. Mục tiêu của hắn vẫn là làm một kiếm tu. Tu hành không biết năm tháng, đảo mắt đã nửa tháng, đương nhiên, trong tiểu tháp đã qua hơn 150 năm. 150 năm qua, ngày nào hắn cũng đọc sách và tu luyện. Đọc sách để thấy rõ bản thân. Mà điều khiến hắn bất ngờ là trong lúc hắn đọc sách, ngày nào tiểu tháp cũng học cùng hắn. Đây là chuyện tốt. Nên để tiểu tháp này có văn hóa một chút, bằng không thỉnh thoảng cứ thốt ra vài câu hù chết người cũng không tốt. Một ngày này, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp rồi nhìn quanh. Trong tháp hơn trăm năm, ngày nào hắn cũng đọc sách, không tu luyện kiếm kỹ gì cả, hắn đã xem hết trăm vạn quyển kinh Phật. Nhà Phật chú ý nhân quả, chú ý luân hồi, chú ý kiếp sau. Hắn phát hiện điều này giống chủ nhân bút đại đạo, mà hắn cũng phát hiện một vấn đề mới trong thư viện của mình. Con đường tương lai của thư viện. Hắn có nên giống chủ nhân bút đại đạo là xây dựng một quy khư chi địa để con người luân hồi. Nếu không có tử vong thì sẽ tạo thành lạm phát dân số, còn có thể khiến con người không sợ hãi cái chết. Mà một khi không còn sợ thì nhân tính sẽ không còn bị hạn chế. Dù sao cũng không chết mà. Vì vậy hắn cảm thấy mình cần xây dựng một kiểu giống quy khư chi địa để luân hồi. Vĩnh sinh. Diệp Huyên thở dài. Trước khi tu luyện, mục tiêu của hắn là vô địch, là mục tiêu cả đời của người tu luyện. Ai mà không muốn bất tử bất diệt? Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện là nếu toàn bộ vũ trụ đều bất tử, vũ trụ sẽ rối loạn. Mà hắn cũng đã hiểu vì sao chủ nhân bút đại đại thiết lập đủ thứ kiếp nạn, cảnh giới. Nếu tu hành không có khó khăn, ai cũng sống mãi thì là điều vô cùng đáng sợ. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn chặn đứng hy vọng của mọi người vì như thế chỉ sẽ làm tất cả phản kháng. Cách tốt nhất chính là làm như chủ nhân bút đại đạo, thiết lập khó khăn. Để họ thấy hy vọng nhưng nó lại khó đạt tới. Diệp Huyên lắc đầu, giờ hắn mới cảm giác được việc thành lập trật tự mới khó cỡ nào. Đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên đầu hắn. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn đối phương, thượng thiên giới. Người đàn ông trung niên nhìn xuống Diệp Huyên, thượng ngôn là do ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu. Hai mắt người đàn ông trung niên nhắm lại, có từng nghe nói về thượng thiên giới thượng tộc chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông trung niên còn định nói gì đó,
Diệp Huyên đột nhiên nói, ta không thích ngước nhìn người khác, ngươi xuống đi. Người đàn ông trung niên cười khẽ, không khéo là ta rất thích được kẻ khác ngước nhìn. Diệp Huyên gật đầu, kiếm quang phóng ra, đồng tử người đàn ông trung niên co lại, ông ta đánh ra một quyền, kim quang tỏa sáng. Không trung vỡ ra. Người đàn ông trung niên lùi ra vạn trượng, khi dừng lại thì cơ thể đã vỡ vụn. Người đàn ông trung niên kinh hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, thượng ngôn là do ta giết, nếu ngươi chịu nghe lý do ta giết nàng, ta có thể dành ra chút thời gian tâm sự. Còn nếu không, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người có mắt không tròng nhưng lại là một kiếm tu mạnh mẽ, khó trách sao dám giết người thượng tộc ta. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nếu ta không muốn nghe thì sao? Diệp Huyên thầm nhủ, tiểu tháp, nếu là cha ta, ông ấy sẽ làm gì? Tiểu tháp im lặng một hồi, nếu là chủ nhân, giờ này đã tàn sát hàng loạt dân trong thượng thiên giới rồi. Tiểu tháp đáp, ngươi cho rằng danh hiệu Dương Điên là danh ảo à? Năm đó cha ngươi tàn sát tới mức không còn là người. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Tiểu tháp im lặng, ta không biết, tiểu chủ hơn chủ nhân nhiều, nhiều cách làm màu hơn, ta không đoán được. Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe thấy câu đó của tiểu tháp thì cạn lời. Mình thích làm màu lắm hả? Lúc này, người đàn ông trung niên đằng xa bỗng hỏi, ngươi có biết mình giết người của thượng tộc ta thì sẽ có hậu quả gì không? Diệp Huyên hoàn hồn, nhìn về phía ông ta đáp, người chết, tộc diệt. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó nói, ngươi cũng tự mình hiểu lấy đấy chứ. Diệp Huyên cười hỏi, lẽ nào, ông không muốn biết tại sao ta lại dám giết nàng ta ư? Người đàn ông trung niên khẽ cười hỏi lại, sao, ngươi định nói cho ta biết mình có người chống lưng hả? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chàng trai trẻ, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của thượng tộc chúng ta hết. Diệp Huyên câm nín. Ngu ngốc. Thực ra, ban đầu hắn cảm thấy ông ta bị ngu, nhưng nghĩ lại cũng không phải thế. Diệp Huyên cảm thấy đối phương ngu là vì hắn nghĩ Thanh Nhi là vô địch. Nhưng mà, đối phương cũng không biết Thanh Nhi. Cái này cũng giống như một thiên tài trong thôn mãi mãi đứng nhất ở đó, song không ra khỏi thôn nên sẽ cho rằng thiên tài bên ngoài cũng chẳng thể so được với mình. Tại sao ư? Bởi vì ở trên địa cao lâu rồi sẽ tự ràng buộc mình, từ tự tin biến thành tự phụ. Hơn nữa, còn không cho phép người khác nghi ngờ. Một khi ngươi nghi ngờ thì hắn sẽ cho rằng ngươi vừa vô tri vừa buồn cười. Người có trình độ thấp thường cho mình rất cao, dùng ánh mắt bề trên rũ mắt nhìn người thành công hơn mình. Người có trình độ cao, lòng dạ lại hẹp hòi. Đã biết vũ trụ rộng lớn mà tầm mắt hãy còn hạn hẹp. Diệp Huyên nghĩ đến đây không khỏi tự giễu cười. Hắn cũng không có chê cười người đàn ông trung niên trước mắt mà là đang cười nhạo chính mình. Vì nếu không phải Thanh Nhi đề cao nhận thức về thực lực và giới hạn cho hắn thì Diệp Huyên cũng chẳng khác những kẻ khác là bao. Và lại, bình thường hắn cũng có tâm lý như người đàn ông trung niên kia. Chẳng hạn như trong thế giới của hắn, cha và Thanh Nhi tuyệt đối là vô địch. Diệp Huyên cho rằng Thanh Nhi và cha đã đứng trên đỉnh. Thực ra, cái suy nghĩ ấy là không đúng. Dù sự chính là như vậy, nhưng hắn cũng không thể nghĩ thế. Nghĩ như vậy thì chẳng khác nào thu hẹp mình lại. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, ngó người đàn ông trung niên kia rồi nói, giết thượng ngôn là vì nàng ta đe dọa ta hết lần này đến lần khác. Đây là lý do của sự việc, nếu thượng tộc ông cảm thấy không nuốt nổi cục tức ấy cứ việc trả thù. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở ông một câu, nếu đến trả thù thì ta sẽ diệt thượng tộc nhà ông. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Diệt tộc. Người đàn ông trung niên bỗng cất tiếng cười to, ngươi không thấy buồn cười hả? Ngươi có tìm hiểu về thượng tộc ta không vậy? Ngươi. Vèo. Một thanh kiếm bỗng dưng đâm xuyên qua giữa trán ông ta, người đàn ông trung niên im bặt. Đằng xa, Diệp Huyên cũng không thèm quay đầu lại. Người đàn ông trung niên hoảng sợ nhìn phía xa, lúc này ông ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ông ta cảm thấy được linh hồn mình đang nhanh chóng trôi đi. Đối phương thật sự dám giết mình. Thoáng chốc, ông ta lập tức lấy ra một lá bùa truyền âm rồi bóp nát. Sau đó, cả người cũng biến mất khỏi trên đời này. Trong tinh không, Diệp Huyên chậm rãi dạo bước. Trong hơn 100 vạn năm đọc sách,
khiến Diệp Huyên hiểu được rất nhiều chuyện. Mà hắn cũng hiểu được tu hành là tu tâm. Tâm rộng mở thì vạn vật cũng rõ ràng. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, phát hiện vấn đề lớn nhất của bản thân chính là không thật sự yêu kiếm và chưa nghiên cứu kỹ về nó. Diệp Huyên bỗng hỏi, Tiểu Tháp, cha có thái độ thế nào với kiếm? Tiểu Tháp im lặng một lát mới đáp, vũ khí giết người. Diệp Huyên cau mày. Tiểu Tháp nói, lúc trước, chủ nhân đã hiểu như thế. Có điều, y lại có tình cảm rất nhiều với kiếm linh. Có thể nói, y coi kiếm linh như một người bạn của mình. Nhưng suy cho cùng, y vẫn cho rằng kiếm chính là vũ khí giết người. Song, mục đích y giết người là vì bảo vệ người thân. Thế nên, người cũng có thể hiểu rằng kiếm của y chính là người bảo vệ. Bảo vệ. Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nói thật, trên cả quãng đường từ đó đến giờ, người đúng là có chút làm ra vẻ, đặc biệt là ở mặt kiếm đạo. Bước đường của người và chủ nhân thật sự là chênh lệch rất lớn. Tuy chủ nhân cũng có lúc được người giúp, nhưng vẫn có một mức độ. Còn người, người cho ta cảm giác mà ta chỉ có thể dùng hai chữ á đủ để hình dung. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói tiếp, đương nhiên, người cũng vô cùng vĩ đại. Ít nhất, trong giới cậu ấm, người không có những suy nghĩ khác người. Có điều, nếu mục tiêu của người là vượt qua tam kiếm thì cần phải thay đổi một chút. Ta đọc sách lâu như vậy đã hiểu được một đạo lý, khôn vặt không phải thông minh. Người rất thông minh, nhưng không thể coi là sáng suốt. Về mặt này, người có thể học tập vô biên chủ. Ta cảm thấy ông ta vô cùng thông minh, làm người phải có kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể cứ ngửa đầu mãi. Vô biên chủ có được giãn được, với kẻ mạnh, ông ta nên sợ cần sợ, không thể chọc vào tuyệt đối không chọc vào. Người đừng thấy ông ta giống một kẻ luồn cúi, thực ra vô biên chủ vô cùng sáng suốt, sống rõ ràng nhất. Ta nghĩ rằng đó chính là lý do tại sao ông ta có thể sống đến bây giờ. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp lại nói, cách làm người của quân tử cũng như một dòng chảy, giỏi về mang lại điều tốt đẹp cho vạn vật, dòng chảy lại êm đềm, không suốt ngày tranh giành với người khác. Vì họ hiểu được, người biết cúi đầu mới ngẩng cao được, biết khom lưng mới vươn vai được, biết mềm mỏng mới có thể cứng rắn, biết lùi mới tiến tới được. Tiểu chủ, người không phải quân tử, người cũng chính cũng tà. Hoặc có thể nói, người là một người ích kỷ, chính phái lợi cho mình thì người chọn chính nghĩa, tà phái lợi cho mình, người sẽ chọn cái ác. Điều này thực ra không được hay cho lắm, vì dễ dàng đi chật đường dây còn không tự biết. Giống như bây giờ, ta cũng không biết kiếm đạo và tín ngưỡng của người là gì. Hoặc là nói, đến giờ người vẫn chưa tìm được tín ngưỡng kiếm đạo của mình. Nó nói xong ngừng một lát lại nói, đương nhiên, người cũng đã phát hiện ra vấn đề của bản thân. Nhưng, ta cảm thấy người khó mà thay đổi được, vì bản thân người rất khó nắm bắt. Nguyên tắc và quan điểm của người thường rất dễ bị thay đổi. Chẳng hạn như vấn đề làm Kháo Sơn Vương hay là nhân gian chủ, người nghĩ lại xem mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Hôm nay, người vui bèn làm nhân gian chủ, gặp được người mà mình đánh không lại, lập tức gọi muội muội. Sau đó lại làm Kháo Sơn Vương. Thực ra, ta không đề nghị người làm vậy. Người muốn làm Kháo Sơn Vương thì làm luôn, muốn làm nhân gian chủ thì làm nhân gian chủ, quay đi quay lại mọi người cũng mệt. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 243.